thần cấp ở rể. chương 321, không để lại một ai. Bộp, Diệp vô phong không cẩn thận, bị sợi cây phất trần của tiềm nguyên tử quất chúng. Chuôi cây phất trần của tiềm nguyên tử được làm từ thép nguyên chất, sợi bên trên thì không biết được làm từ gì, nhưng vô cùng cứng cáp. Lúc đập chúng bả vai của Diệp vô phong liền đâm thủng vai áo, làm cho vai của Diệp vô phong tràn đầy tơ máu. Xoạt, đột nhiên cơ thể của Diệp vô phong thoát khỏi sự tấn công của hai người, hai bên đều đứng vững ở một chỗ tiềm uyên tử lộ ra nụ cười tràn đầy đắc ý diệp vô phong hôm nay bọn mày đừng hòng chạy trốn tao sẽ báo thù cho hồi vân tử diệp vô phong nói tiềm uyên tử nếu như ông không muốn đưa mộ dung trí ra đây thì chiêu tiếp theo này người chết sẽ là ông đấy tiêu uyên tử cười lạnh một tiếng có mạnh miệng cũng chẳng được gì đâu cứ đánh nhau đi rồi biết soạt cây phất trần làm bằng thép kia của tiềm uyên tử lại hất lên hất ra một loạt sợi bạc, bay thẳng xuống đầu của Diệp Vô Phong. Tiềm lôi tử đứng bên cạnh, cũng vội rút kiếm ra trợ giúp. Lúc này, vai Diệp Vô Phong bị thương nhẹ, cũng không nể tình gì nữa, mà cúi người xuống, dùng một tốc độ mà tiềm nguyên tử không thể nào đạt đến được, lướt qua dưới cây phất trần, đến ngay trước mặt tiềm nguyên tử, đâm cây dao ngắn ngay giữa vị trí tim của tiềm nguyên tử. Audio điện tử võ tấn bền Diệp vô phong thuận tay hất chuôi cây phất trần bằng sắt của ông ta ra, cơ thể lại lóe thêm một cái, liền đến bên cạnh tiềm lôi tử, soạt một tiếng, lấy đi thanh kiếm của tiềm lôi tử. Tiềm huyên tử liền cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo đó máu tươi tuôn trào ra khỏi bụng. Ông ta khó tin mà ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy mũi dao ngắn đang cắm ở trước ngực, ông ta muốn kêu lên một tiếng, nhưng cảnh tượng này đã trở thành cảnh tượng cuối cùng mà ông ta có thể thấy được trên đời này. Trước mắt liền tối sầm lại, đổ gục xuống đất mạng sống đã chấm dứt Tiềm nguyên tử phát điên muốn giết người lại cứ như vậy mà bị diệp vô phong dùng một dao giết chết thầy tiềm nguyên tử thầy tiềm nguyên tử chết rồi tiêu nghiêu nhi nhìn thấy diệp vô phong giết người vô cùng dứt khoát lại giết chết được tiềm nguyên tử liền cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái anh diệp quá tuyệt rồi tiết phi cũng hét lên giết hay lắm tiêu sắc nâng giọng mà hét lên mộ dung trí đừng làm rùa đen rụt cổ nữa ra đây đi lúc này một nhóm đạo sĩ đang kéo xác của tiềm nguyên tử về sau cuối cùng cũng hiểu ra được háo ra bốn vị sát thần này là do mộ dung trí dẫn đến thầy mộ dung trí ở đâu rồi sao còn chưa ra nhóm đạo sĩ kia đều có cùng một suy nghĩ xoạt diệp vô phong đẩy lui tiềm lui tử lớn tiếng mà nói giao mộ dung trí ra đây nếu không thì bọn tôi sẽ san bằng tiềm long quan giết sạch toàn bộ đạo sĩ mà các người có Tiềm lôi tử, đừng sợ, sư huynh đến đây rồi. Đột nhiên một âm thanh bay từ xa đến. Anh tiềm long tử, anh đến đúng lúc lắm. Tiềm lôi tử vui mừng, tiềm long tử là ông chủ trước đây của tiềm long quan, bởi vì đạo Pháp rất cao thâm, được toàn bộ đạo sĩ kính trọng, nên mới dùng tên của ông ta để giặt. Hơn nữa mười mấy năm trước, sau khi tiềm long tử đạt được thanh tu, thì hương khói của tiềm long quan liền hương thịnh hơn, toàn bộ đạo sĩ ở đây đều trở nên giàu có. Xúc Phật sao lại có thể giết loạn như vậy được? Tiềm Long Tử vừa đến, liền nhìn thấy Tiềm Uyên Tử và Hồi Vân Tử chết dưới đất, lửa giận trong lòng liền bốc lên. Diệp Vô Phong gọi, tôi muốn tìm mộ dung trí, sao mộ dung trí ra đây, chúng tôi sẽ quay đầu đi về. Tiềm Long Tử vung bảo kiếm lên, đi đến trước mặt Diệp Vô Phong, thằng nhóc, tao diệt tên nghiệp trướng là mày cái đã rồi nói tiếp. Lên keng, một loạt tiếng va chạm của vũ khí vang lên, Tiềm Long Tử đánh với Diệp Vô Phong, Tiềm Lôi Tử đứng một bên, không thể nào tham gia vào. Tiềm Lôi Tử hiểu rất rõ, nếu so sánh công phu của mình với sư huynh thì vẫn còn kém rất xa, mỗi lần đánh tập với nhau, sư huynh đều đánh thắng mình rất dễ dàng. Mà đối mặt với sức mạnh của Diệp Vô Phong, cũng hoàn toàn làm cho Tiềm Lôi Tử kinh ngạc, vừa nãy cậu ta không dốc toàn lực đánh với mình sao? Ông ta không biết rằng, Diệp Vô Phong vì nể nang nhân phẩm của ông ta nên mới tha mạng cho ông ta. Lúc Diệp Vô Phong đánh nhau với Tiềm Long Tử, hai bóng người cứ như là lốc xoáy mà quấn lại với nhau, gió lốc càng ngày càng lớn, làm cho những người đang đứng xem không thể không lùi về phía sau, để lại chỗ cho hai người họ chiến đấu. Mặc dù Tiềm Lôi Tử vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy trận chiến của hai người họ, ông ta lại cảm thấy mình không thể nào mà xen ngang vào được. Trong lúc đấu, Diệp Vô Phong hét lên, "Tiềm Long Tử, ông còn khăng khăng không chịu tỉnh ngộ đi thì sẽ mang lại tai họa hủy diệt cho Tiềm Long quan đấy." Tiềm Long Tử cười lạnh, mày giết chết học trò của tao, thì chết cũng chưa hết tội. Không cần phải đe dọa tao. Mọi người đang đứng quan sát lại càng trở nên kinh hãi. Công phu như thế này thì chỉ thấy ở trên phim mà thôi. Không ngờ là lại nhìn thấy ở trong đời thực, thực sự là có người tài giỏi như vậy. Giờ trời đã khá tối, ánh sáng của chỗ này vô cùng mờ mịt. Hai người vẫn đánh nhau rất kịch liệt. Mấy người đứng xem thực sự là không nhìn rõ hai người đó đang chiến đấu cái gì chỉ nghe thấy tiếng vũ khí đang va chạm. Với lại lúc hai người đang đánh nhau, còn có thể nói chuyện rất trôi chảy với nhau, này thực sự là một kỳ tích mà. Ngay cả tiềm lôi tử cũng phải cảm thán lên, trong lúc đánh nhau, khó mà còn hơi để nói chuyện, công phu này của sư huynh, mình thực sự là không theo kịp được. Lúc này tiềm lôi tử rất muốn giao ra mộ dung trí luôn, nếu không thì, rõ ràng là cao thủ như là Diệp Vô Phong thực sự có thể tắm máu cả tiềm long quan. Diệp Vô Phong nói: "Vậy được, Tiềm Long tử, ông xem cho rõ đây. Cứ không chịu tỉnh ngộ như vậy thì đây chính là kết cục." Xoạt, cơ thể Diệp Vô Phong mang theo gió lốc, đột nhiên gió mạnh lên, đâm thẳng vào hướng đám người đạo sĩ, nhoáng lên một cái. "A! À, A ra, Hai tiếng kinh ngạc vang lên, trong nháy mắt có hai người đạo sĩ đã ngã vào trong vũng máu. "Đồ nghiệp chướng, Tiềm Long tử càng tức giận." Nắm chặt cây kiếm trong tay mà muốn đuổi giết Diệp Vô Phong, tao phải giết mày. Diệp Vô Phong quay người, tiếp tục đánh nhau với ông ta, không hề có chút yếu thế nào, vị đạo sĩ này, ông phải nghĩ cho kỹ, nếu như giờ ông không dừng tay, tôi sẽ giết sạch toàn bộ đạo sĩ của Tiềm Long Quan. Tôi chính là một người nói được làm được đấy. Những người du khách đang xem liền bị dọa đến nỗi co rúm người lại, vừa nãy hai người đạo sĩ bị Diệp Vô Phong dùng gió tập kích vẫn đang ngã trên vũng máu, nhưng lại không ai dám đến cứu chỉ có tiềm lôi tử bay đến kiểm tra tình hình vết thương thực ra không cần nhìn đều biết hai người đạo sĩ kia đều chết rồi đây là lời cảnh cáo của diệp vô phong đối với tiềm long tử tiềm lôi tử z run tên sát thần diệp vô phong này thực sự là ra tay vô tình mà tiêu sắc nhìn thấy đạo sĩ là giết hết không để lại một ai trong khi diệp vô phong đang đánh với tiềm long tử đột nhiên lại ra mệnh lệnh như vậy thực ra tiêu sắc vẫn có chút do dự dù sao đây cũng là vùng ngoại ô của hoa hải giờ đi giết người như thế này thì có được hay không vậy nhưng giờ cô ta lại là xã hội đen ở hoa hải cũng chỉ có thể quyết đoán mà giết một số người thôi liền khoát tay về phía tiêu nghiêu nhi giết tiêu nghiêu nhi thì không quan tâm cái gì phạm pháp hay không phạm pháp chỉ cần chị hạ lệnh xuống thì chắc chắn cậu ta sẽ nghiêm túc thực hiện mặc dù tiết phi vừa bị thương nhưng đã khôi phục lại rồi đương nhiên cũng anh dũng mà đi giết người dừng tay các người dừng tay hết cho tôi. Tiềm lôi tử tiến lên phía trước, mũi kiếm khẽ rung, xuất chiêu xử lý hai người đạo sĩ mà Tiêu Nghiêu Nhi đang đâm đến. Đến hay lắm, Tiêu Nghiêu Nhi lại tay không tất sắt mà tiếp tiềm lôi tử. Hai người lao vào đánh nhau, mặc dù Tiêu Nghiêu Nhi vì không có vũ khí mà hơi yếu thế, nhưng vẫn đủ để ngăn được tiềm lôi tử, làm cho ông ta không thể đi cứu được người khác nữa. chương 322, Ngậm miệng không nói. Dưới sự tàn sát của cao thủ như tiêu sắc, những tên đạo sĩ kia hoàn toàn không thể hợp lại để chống địch, kể cả tiết phi xông thẳng vào trong đám đạo sĩ cũng như là hổ đang lùa đàn dê vậy. Đủ loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, các đạo sĩ chạy trốn tán loạn, trước cửa Tiềm Long Quan, lập tức biến thành một cảnh tượng chết chóc nơi địa ngục. Nhưng người du khách đang trốn đi kia, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chết chóc như vậy, đã bị dọa cho không dám mở mắt ra nhìn nữa sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu mình lên mà chỉ úp mặt vào đầu gối giang hồ báo thù kinh khủng như thế này sao bọn họ không thể hiểu được càng trở nên hoang mang lo sợ nhưng mà bọn họ cảm thấy may mắn chính là những tên ác ma giết người này lại chỉ giết đạo sĩ chứ không giết người vô tội diệp vô phong đang đánh nhau với tiềm long tử liếc mắt nhìn thấy mấy người tiêu sắc đang thực hiện mệnh lệnh của mình không hề làm sai lệnh nên âm thầm yên tâm khốn nạn Tiềm Long Tử nhìn thấy học trò của mình bị chết thảm như vậy, có người dù đang chạy, nhưng lại không thể chạy thoát được số phận sẽ bị giết, ông ta tức giận muốn phát điên, ác quỷ. Tao phải làm thịt mày. Diệp Vô Phong lại nhìn ra được, khi Tiềm Long Tử tức giận thì chiêu thức có chút hỗn loạn, anh cố ý kích động mà nói, Tiềm Long Tử, phúc hay họa không có cửa mà đều là do con người tự chọn. Bảo ông giao mộ dung trí ra, ông lại cứ không giao, thì đây chính là do tự ông làm ra. À, tiềm long từ tức giận mà giống lên lúc vũ khí va vào nhau liền cảm giác được lồng ngực mát lạnh hả ông ta cảm nhận được diệp vô phong bay nhanh về phía sau cơ thể mình liền cứng đờ thanh kiếm diệp vô phong vừa cướp được lại cắm ngay trên ngực mình bộ dạng chúng chiêu của mình lại giống hệt với tiêu uyên tử phịch hai chân của tiềm tử long mềm nhún không kiểm soát được mà quỳ dạp xuống đất ông ta không thể tin được mình đã tu luyện nhiều năm như vậy suýt chút nữa thì bước lên cảnh giới chiến thần rồi, thế mà lúc này lại bị một tên thanh niên không có chút kinh nghiệm nào cắm thẳng một kiếm vào ngực, cứ như vậy mà chết sao? Thực sự không cam tâm. Thầy chết rồi, có một đạo sĩ đứng ở xa nhìn thấy được bộ dạng tiềm long tử gục xuống đất mà chết, ngay lập tức trong đạo quan cũng trở nên hỗn loạn. Trước khi những người đạo sĩ này vào được đạo quán, thì làm gì có ai không tốn sức, tốn công suy nghĩ, khó lắm mới thành đạo sĩ được, giờ lại sợ hãi đến mức muốn lập tức không làm đạo sĩ nữa mà hoàn tục. Bởi vì làm đạo sĩ thì sẽ mất mạng đấy. Xiết vào trong đi, Diệp vô phong nóng mắt, cần phải tìm được Lâm Tiểu Lương và mộ dung trí. Hai chị em tiêu nghiêu nhi vô cùng phấn khỏi, phong cách này của Diệp vô phong, thực sự là rất thích hợp với bọn họ. Sau này trong giang hồ ở Hoa Hải, còn có ai dám chống lại tiêu sắc nữa? Mộ dung trí, mày lăn ra đây cho tao người đang hét lên đó không phải là diệp phong mà là tiềm lôi tử trong chốc lát tiềm lôi tử liền nghĩ thông suốt diệp vô phong nói đúng vì mộ dung trí bắt cóc người nên mới tạo nên chuyện tiềm long quan bị tiêu diệt mộ dung trí ở trong tiềm long quan sao đương nhiên là có rồi hơn nữa tiềm long quan đã thiết kế cho nơi này gần với đỉnh núi hoàn toàn không có đường đi lên nữa vì vậy căn bản là không có cách nào mà trốn ra sau núi được cũng tức là nói muốn xuống núi thì chỉ có một con đường mà lúc nãy đám người của diệp vô phong đi lên lâm tiểu lương em ở đâu vậy tiêu sắc phóng lên trên nóc nhà của tiềm long quan mà quan sát lớn giọng gọi tiêu nghiêu nhi dùng một đám đánh bay một tên đạo sĩ lâm tiểu lương nhanh lăn ra đây cho tôi diệp vô phong nhìn thấy tiềm lôi tử đã không có ý chống lại nữa liền tha cho ông ta cũng đi vào bên trong tiềm long quan lớn tiếng mà gọi mộ dung trí nhanh ra đây nhận chết đi các đạo sĩ bị đuổi giết đang chạy tán loạn, cuối cùng cũng không quan tâm trên dưới trái phải gì nữa, mộ dung trí, mày là đồ khốn, đều là tai họa mà mày đưa đến cả. Mộ dung trí, con mẹ nhà mày, lại có một đạo sĩ mắng chửi. Vô số người du lịch nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà bốn người này vẫn hung hăng như cũ mà lục soát cả trong lẫn ngoài tiềm long quan. Chị hai à, trong một gian phòng nào đó, đột nhiên vang lên một âm thanh yếu ớt, đúng lúc Tiết Phi nghe thấy, anh ta liền đi vào trong, lớn tiếng gọi, ai đó? Lâm Tiểu Lương, là cậu sao? Đúng, anh là, đội trưởng Tiết Phi. Giọng nói của Lâm Tiểu Lương có chút yếu ớt, cuối cùng các người cũng tìm được rồi. Lâm Tiểu Lương, Lâm Tiểu Lương ở đây. Tiết Phi hét lên, ba người Diệp Vô Phong lập tức ngừng tìm kiếm, cũng không đuổi giết đám đạo sĩ đang chạy toán loạn kia nữa cũng đồng nghĩa với việc tha mạng cho những người tu sĩ đó. Bốn người tụ lại với nhau, Tiêu Nghiêu Nhi tự giác đứng ngoài phụ trách canh gác. Lâm Tiểu Lương, em sao rồi? Tiêu sắc vội hỏi. Môi của Lâm Tiểu Lương đã khô nẻ rồi, đùi phải đã bị đánh gãy. Anh ta cười thảm một tiếng, yếu ớt mà nói, chị cả à, Tiểu Lương thả chết chứ không chịu nhục. Ừm, um, Tiểu Lương, em làm tốt lắm, Tiêu sắc chị biết mà. Đừng nói gì nữa, uống chút nước trước đi, sau đó chúng ta đi điều trị. Tiêu sắc vô cùng cảm động, lúc định cầm lấy tay phải của anh ta, liền phát hiện ngón tay của tay phải đã có chút biến dạng rồi thật sự khó mà tưởng tượng được, Lâm Tiểu Lương nằm trong tay mộ dung trí, đã bị chịu sự tra tấn hung ác như thế nào. Mộ dung trí, giọng nói của Lâm Tiểu Lương rất yếu ớt, Tiết Phi vội kề tai đến gần, nói nhanh đi, tên khốn nạn kia đang ở đâu. Vừa nãy cải trang thành đạo sĩ, chạy ra rồi, tầm 10 phút rồi. Lâm Tiểu Lương nói xong, lại hôn mệt tiếp. Diệp vô phong nói, Tiết Phi, như Nhi, hai người ở lại đây, chịu trách nhiệm bảo vệ Tiểu Lương, tiêu sắc chúng ta đi tìm mộ dung trí. Vâng, ba người đồng thanh, tiêu sắc đi theo Diệp vô phong, bay ra ngoài, đáp xuống nóc nhà, ngang nhiên mà tìm kiếm mộ dung trí. Sau khi mộ dung trí trốn đi, liền trốn vào trong đám du khách, vì ông ta lo tặng đối phương sẽ mai phục dưới chân núi, nên không có đi thẳng xuống núi. Sau khi Diệp vô phong ra khỏi tiềm long quan, nhìn lướt qua đám du khách, anh lập tức nhận ra có chút không đúng, có một tên du khách lại cứ muốn tránh xa mình. Mộ dung trí, ra đi, tao thấy mày rồi, Diệp vô phong đi về phái đó. Xoạt, mộ dung trí liền bay lên. Diệp vô phong liền nở nụ cười, mộ dung trí, tao có giỏi đến đâu thì cũng không thoát được hỏng súng của thợ săn giỏi đâu, mày tỉnh táo lại đi, đừng có chạy nữa. Xoạt, tiêu sắc bay đến từ một hướng khác. Mộ dung trí, chịu chết đi, tiêu sắc cầm mò thanh khảm đao trong tay, vừa kéo vừa đi, chạy về phía mộ dung trí trong tay mộ dung trí cũng cầm một thanh khảm đao do hoang mang mà nóng lòng đâm chém với tiêu sắc tiêu sắc liền chiếm ưu thế dù sao lúc này mộ dung trí nhìn thấy tiềm long quan đã bị giết hại vô cùng thê thảm trong lòng đã bị chấn động gan cũng bị dọa cho rách rồi chết đi tiêu sắc nghiêng vai lập tức nhắm vào đầu của mộ dung trí sau đó chém xuống đầu liền lăn lông lốc xuống một bên a à, du khách xung quanh bị dọa cho mặt tái mét chạy tán loạn khắp nơi mọi người không cần chạy oan có đầu nợ có chủ chúng tôi sẽ không giết người vô tội diệp vô phong liền lên tiếng an ủi lúc này du khách mới bình tĩnh lại một chút tiêu sắc nói đêm nay là hồng bang làm việc mọi người phải nhớ lấy nếu như thấy cảnh sát thì nói đêm nay không nhìn thấy gì nếu ai để lộ tin tức thì đừng trách hồng bang vô tình vâng 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 chị tiêu chị yên tâm chúng tôi đảm bảo không nói gì hết đắc tội vào sát thần như thế này sau này còn sống an ổn được sao? Đương nhiên vẫn nên ngậm miệng không nói là tốt nhất, chương 323, chết cũng không nói. In ỏi, đèn xe cảnh sát đang ẩn hiện dưới núi, xe cảnh sát đã tới rồi, lúc này trời cũng vừa hừng sáng. Đội trưởng Quách dẫn đầu hàng chục cảnh sát, dọc theo con đường núi hẹp mà leo lên trên. Hàng chục đèn pin đang liên tục chiếu sáng. Trong lòng Tiêu Sắc thấy thấp thỏm nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Vô Phong nói, vứt mộ dung trí xuống vách núi trước, đừng quan tâm đến những người khác. Còn lại cứ đổ hết trách nhiệm cho tôi. Cái gì, tiêu sắc lập tức lắc đầu, anh sẽ bị xử bắn đó. Diệp vô phong nói, lần này, chính là trận đánh để tạo dựng uy thế của chị đại tiêu của cô. Cho dù phạm pháp, chúng ta cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên, cảnh sát không thể làm gì tôi, mọi người đừng lo lắng. Không thể làm gì anh, ở đây ít nhất có mười mấy mạng người đấy. Tiểu Cường thấp giọng nói: "Anh Diệp, hay là cứ để cho Tiêu Ngưu Nhi gánh tội, chúng ta sẽ đẩy hết mọi chuyện cho cậu ấy, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy." "Không." Diệp Vô Phong kéo cô ta lại: "Đi đến chỗ Lâm Tiểu Lương, Tiết Phi, Tiêu Ngưu Nhi, hãy nghe tôi nói, cảnh sát tới thì hãy nói toàn bộ mọi chuyện là do Diệp Vô Phong tôi làm, không liên quan gì đến các người." "Hả? Không được." Tiết Phi cùng Tiêu Ngưu Nhi liền lắc đầu. "Không có thời gian giải thích, cứ làm theo lời tôi nói." đây là mệnh lệnh diệp vô phong mở mắt to nhìn hai người ra vỗ vai hai người họ cứ làm như thế ngoặc kép nhưng mà tiêu nghiêu nhi không thể hiểu được tiêu sắc còn chưa lên tiếng thì tiếng bước chân lộn xộn đã vang lên cảnh sát đã đến nơi bọn côn đồ bên trong nghe đây lập tức chịu trói nếu không chúng tôi sẽ bắn chết các người ngay tại chỗ quách vạn phúc ra lệnh cho mọi người hét lên đội trưởng quách chúng tôi đầu hàng vào đi Chúng tôi sẽ không chống trả đâu." Diệp Vô Phong cao giọng mà nói to, "Tôi đã giết hết những người ở đây, cũng không liên quan gì đến những người khác." Tôi, Tiêu Nghiu muốn nói, nhưng Tiêu Sắc che miệng lại, nói nhỏ với anh, "Tin tưởng anh Diệp đi." Tiết Phi cũng thấp giọng nhắc nhở, "Đúng vậy, làm theo lời của anh Diệp đi." Hai tay ôm đầu, quay mặt vào tường và ngồi xổm xuống. Các cảnh sát hét lớn, chĩa súng về phía bốn người Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong liếc nhìn Tiềm Lôi Tử, đạo sĩ tiềm lôi tử, ông cũng là người trong giang hồ. Chắc cũng biết phải làm sao trong tình huống này rồi chứ. Tiềm lôi tử thầm thở dài trong lòng, cuộc tàn sát của Diệp vô phong cũng tính là khá triệt để, ít nhất thì ông ta có thể trở thành chủ của đạo quan rồi. Nhưng nhìn thấy những người cùng phái chết thảm, trong lòng ông ta cũng buồn bực, hư một tiếng mà nói, Diệp vô phong, cậu giết nhiều người của tiềm long quan như vậy, nhất định phải bị pháp luật trừng trị. Diệp vô phong nói, đội trưởng quách, Tôi nói lại lần nữa, những người này đều là do tôi giết. Những người khách đều không nhúng tay vào. Đều là cậu giết à, có ma mới tin cậu. Diệp vô phong, giờ cậu là là nghi phạm giết người, thành thật chút cho tôi. Đừng có mà nói nhảm, ngồi xổm xuống, nếu không tôi sẽ bắn đấy. Quách vạn phú quả thực rất tức giận, sao tên nhóc này lại giết chết nhiều người như thế này. Đây chính là một vụ án chấn động đấy. Tiềm long quan máu chảy thành sông rồi, tên này có chết trăm lần, cũng không có gì sai. Quách Vạn Phúc nhìn thấy Diệp Vô Phong dám giết nhiều người như vậy, liền ước gì có thể bắn chết anh tại chỗ. Vì vậy, ông ta không hề khách khí với với Diệp Vô Phong, cứ như là đối với một đứa trẻ hư, thô bạo mà đơn giản, Diệp Vô Phong, lăn ra đây. Diệp Vô Phong chậm rãi đứng lên, đương nhiên sẽ không cho Quách Vạn Phú có lý do bắn chết mình tại chỗ, nhưng là trong lời nói có chút ấm ước, đội trưởng Quách anh muốn tôi lăn ra ngoài, nhưng tôi thật sự không biết làm sao lăn ra ngoài. Hay anh làm mẫu cho tôi đi. Quách vạn phúc cả giận, cạch một tiếng tháo chốt an toàn, vãi. Giết nhiều người như vậy, còn dám ngang ngược trước mặt tôi, có tin tôi bắn chết cậu tại chỗ không? Diệp vô phong nhìn thẳng vào họng súng của Quách Vạn Phúc, cho dù tôi là tội phạm, chỉ cần tôi không chống đối, đội trưởng Quách, anh sẽ không có quyền bắn tôi. Anh có tin chỉ cần anh nổ súng thì tôi có thể giết hết đám bọn họ không? mặc dù quách vạn phúc đang tức giận bừng bừng nhưng anh ta thực sự không dám bắn diệp vô phong chỉ có thể nhìn chằm chằm vào diệp vô phong nói thằng nhóc cứng đầu hả chờ đến đồn cảnh sát tôi không tin cậu vẫn còn cứng đầu được đâu chị em tiêu sắc và tiết phi liền lo lắng sau khi nghe điều này diệp vô phong nói đội trưởng quách tôi không yêu cầu gì khác anh chỉ cần xử lý tôi theo thủ tục pháp lý bình thường tuy nhiên nếu anh cố tình vi phạm pháp luật và muốn tra tấn ép tội thì tôi sẽ không đồng ý. Còng tay, dẫn đi. Quách Vạn Phúc tức giận hét lên. Một cảnh sát ở bên cạnh thấp giọng hỏi, đội trưởng Quách, có cần bắt cả mấy người tình nghi khác không? Quách Vạn Phúc gật đầu, đúng, dẫn đi hết. Khi sắp bị đưa lên xe cảnh sát, Tiêu Sắc nháy mắt với Tiêu Nhiu Nhi và Tiết Phi, ý là hãy nhớ lời dặn của anh Diệp. Đội trưởng Quách, Diệp vô phong nhận hết rồi, nói đám người này đều do cậu ta giết. Vài giờ sau một cảnh sát trẻ đến báo cho quách vạn phúc ba người kia thì chết cũng không mở miệng chết cũng không mở miệng là có ý gì hả quách vạn phúc nghi ngờ hỏi ba người kia nghiến chặt răng không nói cái gì hết dùng chút thủ đoạn đi quách vạn phúc tức giận hét lên tôi không tin kẻ giết người phạm tội ở chỗ bọn chúng mà lại không trị được bọn chúng sao nhưng mà quách đội ngũ nếu như dùng chút thủ đoạn chúng ta sẽ bị nghi ngờ phạm pháp Hiện tại cả nước đang chấn chỉnh vấn đề quy tắc thẩm vấn của cảnh sát, chúng ta không thể đi ngược chỉ thị được. Quách Vạn Phúc nói, được thôi, chúng ta không dùng những thủ đoạn khác. Nhưng mà, có thể giam bọn chúng lại, ít nhất 72 giờ, hãy thẩm vấn liên tục cho tôi. Thẩm vấn cho đến khi họ sụp đổ thì thôi. Vâng, tiềm long quan gặp tai nạn lớn như vậy, cho dù cảnh sát muốn bưng bít tin tức thì cũng không thể. Mặc dù hôm đó các du khách đều tỏ ra sợ hãi nhưng nhiều người đã chụp lại cảnh tượng này và thậm chí đăng tải lên mạng. Kết quả là vụ thảm án số 1116 của Tiềm Long Quan đã trở thành một vụ án lớn gây chấn động cả nước. Các quan chức cấp cao của thành phố Hoa Hải ngay lập tức đưa ra chỉ thị cho Sở Công an thành phố Hoa Hải, chúng ta cần phải nghiêm túc phá vụ án này và cố gắng kết thúc vụ án trong vòng 10 ngày. Và phải báo cáo kết quả vụ việc lên cấp trên. Áp lực của Quách Vạn Phúc rất lớn, trong hoàn cảnh như vậy, Diệp Vô Phong và những người khác thực sự rất khó đối phó. Nếu cả 10 ngày bọn họ đều cứ như vậy thì biết ăn nói thể nào với cấp trên đây? Lãnh đạo của thành phố Hoa Hải bất ngờ nhận được một cuộc gọi, Bí Thư Kỳ, tôi là Lãnh Thiệu Dương từ quân khu Hoa Hải. Hả, tư lệnh lãnh, Bí Thư Kỳ là cục trưởng cục chính trị của quân khu Hoa Hải, chắc chắn biết thân phận của Lãnh Thiệu Dương. Lãnh Thiệu Dương nói, Bí Thư Kỳ, tôi đã nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu công an hoa hải các anh thả bốn người diệp vô phong ra ngay lập tức. Thả ra, tư lệnh lãnh, tôi không nghe sai đấy chứ. Làm sao mà cấp trên có thể ra mệnh lệnh như vậy được? Bí thư kỳ không cam tâm, thảm kịch tiềm long quan đã ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của hoa hải. Dù là trong suy nghĩ của ông ta, cho dù ai cầu xin đi nữa đều không được. Tuy nhiên, tính cách của tư lệnh lãnh này ông ta cũng hiểu rất rõ. Ông ta chính là một người ngay thẳng và quyết đoán, luôn tuân theo các nguyên tắc nếu không, ông ta sẽ không trở thành tư lệnh quân khu hoa hải được. Và có tư cách là một trung tướng trong vùng hải quân Trung Quốc. chương 324, chết chắc. Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi nhanh chóng biết được bốn người Diệp Vô phòng đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Lâm Thư Âm vô cùng lo lắng, lập tức sai thuộc hạ của tiêu sắc nhờ vài người quen biết với cảnh sát nghe ngóng tình hình. Mặc dù những điều tra của cảnh sát về vụ án đã được giữ bí mật, bọn họ vẫn nhanh chóng có được thông tin. Cuộc thảm sát tại tiềm long quan vô cùng nghiêm trọng, không ai được phép đứng ra bảo lãnh cho phạm nhân. Trước mắt thì buổi thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự có vẻ không mấy suôn sẻ. Xem ra bốn người diệp vô phong sẽ phải chịu bị hành hạ ở đồn cảnh sát rồi. Bạch Nhạn Phi lập tức tìm người có quan hệ rộng, bất kể là dùng cách gì cũng phải gặp Diệp Vô Phong cho bằng được, sau đó tìm cách đưa bọn họ ra ngoài. Diệp Vô Phong chỉ vừa mới giúp tiêu sắc trở thành người đứng đầu băng đảng ở Hoa Hải, không thể cứ thế phí phạm những nỗ lực trước đây của anh. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bên phía cảnh sát vẫn chưa có động tính. Nhờ cậy vào quan hệ cũng không có tác dụng gì, Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi như ngồi trên đống lửa. Bạch Nhạn Phi, các cậu còn cách nào không? Gương mặt Lâm Thư Âm đầy buồn bã. Bạch Nhạn Phi thở dài, thật chẳng hiểu Diệp Vô Phong giết nhiều đạo sĩ của tiềm long quan như vậy để làm gì. Bây giờ bị cảnh sát bắt ngay tại trận, chứng cứ rành rành, thử hỏi cảnh sát làm sao có thể để cho anh ta ra ngoài một cách dễ dàng đặc biệt là cái tên quách vạn phúc kia vốn dĩ trước giờ đã luôn nhắm vào anh ta lâm thư âm lo lắng đi đi lại lại trong phòng làm việc làm sao bây giờ nhỡ diệp vô phòng bị kết án tử hình vậy chúng ta kiếm nhiều tiền như thế để làm gì sao anh ấy lại liều lĩnh vậy chứ bạch nhạn phi cười khổ lâm thư âm cậu cứ đi tới đi lui như vậy cũng chẳng giúp ích được gì để mọi người cùng nghĩ cách đã Cùng lúc đó, mộ dung hào giang đương nhiên biết được tiềm long quan đã xảy ra cuộc thảm sát kinh khủng như thế nào, nghe tin Diệp vô phong bị cảnh sát bắt tại trận, trong lòng mộ dung hào giang vừa vui vừa buồn. Mừng là cảnh sát đã bắt được kẻ giết người Diệp vô phong, báo thù cho người nhà mộ dung. Nhưng lại đáng buồn thay, đứa con trai thứ tư của ông ta, mộ dung trí, thật sự đã được xếp vào tiềm long quan. Đương nhiên ông ta cũng dựa vào mối quan hệ với cảnh sát để nghe ngóng về tình hình của Diệp Vô Phong và những người khác. Nghe nói vụ án được đặt tên là 1116 và được giám sát bởi các quản lý cấp cao. Mộ Dung Hào Giang cảm thấy lần này Diệp Vô Phong chết là cái chắc. Cho dù như thế nào thì với ông ta, đây cũng là một tin tốt. Tuy nhiên, quan tài của con trai ông, Mộ Dung Trí đã được vận chuyển về trang viên của gia đình Mộ Dung, một nỗi buồn như đang bao trùm lên khung cảnh nơi đây. Buổi tối, Mộ Dung Hào Giang đã hẹn gặp riêng Phó Cục trưởng Sở Công an thành phố Hoa Hải, ông ta phải đích thân hỏi về vụ án. Phó Cục trưởng, tôi muốn biết một chút tình hình của vụ án 1116. Mộ Dung Hào Giang lấy ra 10 sấp tiền mặt từ trong chiếc túi vải bên cạnh, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Phó Cục trưởng. Thật là, Chủ tịch Mộ Dung, ông đang làm cái gì vậy hả? Tôi là một con người liêm chính, tôi không chấp nhận điều này. Và lại, vụ án 1116 vẫn còn đang trong quá trình điều tra, tôi không thể vì tiện tiết lộ tình tiết của vụ án được. Phó Cục trưởng nghiêm túc nói. Mộ Dung Hào Giang mỉm cười nhìn ông ta, phó cục trưởng, tôi cũng không yêu cầu ông tiết lộ toàn bộ chân tướng của vụ án. Và lại, tôi còn nắm giữ tình hình bất động sản của ông trên toàn nước và cả người phụ nữ này. Mộ Dung Hào Giang giơ điện thoại ra, bên trên hiện lên hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp, trên tay còn đang ôm một cậu bé chưa đến 3 tuổi, đứa bé trong ảnh cười rất dễ thương. Chủ tịch Mộ Dung, ông, phó cục trưởng chán toát mồ hôi lạnh, ông đang đe dọa tôi sao? Không không không, phó cục trưởng, ông quả là có con mắt tinh tường, người con gái ông bao nuôi rất xinh đẹp, con trai của ông sau này nhất định cũng sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai. Tôi sẽ thay phó cục trưởng bảo vệ họ thật tốt, mộ dung hào giang cười danh mãnh. Chủ tịch mộ dung, tôi van xin ông, tuyệt đối đừng ra tay với bọn họ. Tuy nhiên về vấn đề này, tôi không thể làm được. Với cấp bậc của tôi thật sự không thể tùy tiện can thiệp vào vụ án 1116. Mộ Dung Hào Giang nói: "Phó cục trưởng đừng căng thẳng, ngồi xuống, bình tĩnh ngồi xuống đã. Tôi nhất định sẽ không làm khó ông, chúng tôi biết là bí mật không thể tiết lộ, nhưng mà con trai của tôi Mộ Dung Chí đã bị Diệp Vô Phong giết hại trong vụ án ở Tiềm Long Quan. Vì vậy tôi hy vọng phía cảnh sát có thể kết án tử hình cho Diệp Vô Phong, đồng thời lập tức thi hành." À, phó cục trưởng thở phào nhẹ nhõm, "Chủ tịch Mộ Dung không cần phải lo lắng, theo kinh nghiệm nhiều năm xử lý vụ án của tôi, lần này bốn người vô diệp phong nhất định phải chết. 17 mạng người, tình hình lúc đó thật khủng khiếp, đến ngay cả những lãnh đạo cấp cao cũng phải ra chỉ thị, kiên quyết xử tử những tội nhân trong vụ án 1116, nhất định không được khoan nhượng. Vậy thì quá tốt rồi." Mộ Dung Hào Giang gật đầu, còn chút lòng thành này vẫn là mong phó cục trưởng hãy nhận cho. Suy cho cùng thì phó cục trưởng còn cần dùng số tiền này cho nhiều chỗ lắm. Tôi hiểu rất rõ mà." Ha ha. Phó cục trưởng có chút do dự, ông ta biết rằng nếu mình không nhận số tiền này, chắc chắn sẽ chọc tức mộ Dung Hào Giang. Còn nếu nhận nó, đồng nghĩa với việc ông ta trở thành đồng minh của mộ Dung Hào Giang, ông ta sẽ không còn làm hại gia đình ông nữa. Vì vậy, phó cục trưởng đem tiền cho vào trong túi ra, gật đầu với mộ Dung Hạo nói, "Chủ tịch mộ Dung, cảm ơn rất nhiều." Mộ Dung Hào Giang xua tay, "Phó cục trưởng quá khách sáo rồi, chút chuyện nhỏ này có gì đâu mà phải cảm ơn, như vậy thì xa cách quá." Đúng rồi, nhóm người của tiêu sắc có thể bị kết án tử hình không? Phó cục trưởng nói, tôi nghĩ bốn người bọn họ, dù là thủ phạm hay đồng lõa thì cũng đều đã chọc tức những lãnh đạo cấp cao, tuyệt đối đều sẽ bị kết án tử hình. Ừm, rất tốt, vậy phó cục trưởng, tôi không làm phiền thời gian quý báu của ông nữa, tạm biệt. Mộ dung hào giang đầy khách khi đưa tay ra. Phó cục trưởng nhanh chóng đứng dậy, trên tay cầm theo túi ra, chủ tịch mộ dung, ông không cần phải ra ngoài tiễn tôi bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ừm, đúng đúng, phó cục trưởng nói có lý, vậy ông về cẩn thận. Mộ Dung Hào Giang hăng hái gật đầu. Tiễn phó cục trưởng ra về xong, Mộ Dung Hào Giang nói chuột, cậu cảm thấy lần này Diệp vô phong chắc chắn sẽ chết chứ. Vua chuột Vương Đỉnh Hoa xuất hiện phía sau Mộ Dung Hào Giang với một nụ cười, ông chủ, cho dù là xét từ phương diện nào, lần này bốn người Diệp vô phong đã phạm phải tội ác tài trời, tôi cảm thấy lúc nãy phó cục trưởng không nói dối. Ừm, chuột, cậu tiếp tục nghe ngóng thêm về chuyện này. Tôi muốn nghe được tin tức bốn người Vũ Diệp Phong đều bị kết án tử hình. Hai mắt mộ dung hào giang sáng lên, tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng bị xử tử. Vương Đình Hoa cười nói, ông chủ, ngày này sẽ không còn xa đâu. Đây là lệnh của cấp trên, tôi lại còn phải giải thích cái gì với ông. Bí thư kỳ, mau thi hành đi. Lãnh thiệu dương bình tĩnh nói, hoàn toàn không cho bí thư kỳ cơ hội phản bác. Tư lệnh lãnh, cá nhân tôi phản đối mệnh lệnh này của cấp trên. Xin hãy cho tôi một lời giải thích, từ trước đến nay bí thư kỳ luôn rất can đảm và kiên định với chính kiến của mình. Ông, bí thư kỳ, ông nghĩ là tôi đang bảo chữa cho phạm nhân sao? Ông sai rồi, tôi nói cho ông biết, tôi chỉ là truyền đạt cho ông mệnh lệnh của cấp trên thôi, lẽ nào ông lại đi nghi ngờ về tính xác thực của những bản sao này? Giọng nói của lãnh thiệu dương đầy tức giận. Chương 325, đây là mệnh lệnh. Ờ, tư lệnh Lãnh, tôi cần phải xem bản gốc mệnh lệnh của cấp trên." Bí thư Kỳ không cam lòng. "Được thôi, ông cứ chờ đấy, Lãnh Thiệu Dương cực kỳ không vui, tôi và sĩ quan Du sẽ đích thân đến hỏi thăm ông." Bí thư Kỳ lấy làm lạ, phạm nhân của vụ án này phải chăng là một thiếu gia nào đó? Mà ngay cả khi có thể đàm phán được, cũng chỉ nên bảo lãnh cho tội phạm chính, tất cả những người còn lại đều phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Dư luận trên mạng ngày càng bình luận sôi nổi về vụ thảm sát ở tiềm Long Quan, những tên tội phạm như thế này nhất định phải bị trừng phạt. Quá độc ác, hàng triệu người tham gia bình luận về vụ án. Cảnh sát Hoa Hải chưa từng có câu trả lời, chỉ trả lời rằng vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra và không tiện tiết lộ ra bên ngoài. Một vài cư dân mạng tỏ vẻ lo lắng, vụ án này chứng cứ rành rành, còn phải điều tra cái gì nữa chứ? Những kẻ tội ác tài trời như này phải được loại trừ triệt để lâm thư âm và bạch nhạn phi trong lúc buồn chán vô tình lướt thấy tin tức và bình luận của mọi người về vụ án tiềm long quan tâm trạng của hai người càng thêm nặng nề đường trảm ở nước ngoài vẫn luôn theo dõi tin tức của diệp vô phong sau khi đọc được vụ thảm sát ở tiềm long quan anh ta lập tức quyết định về nước tìm người cho dù diệp vô phong đang bị nhốt ở đâu nhà tù hay trại tạm giam anh ta cũng nhất định phải đưa mọi người ra ngoài nếu không anh làm sao có thể đối mặt với anh em long môn Đương nhiên, đường trảm nếu muốn bắt người cũng cần phải tổ chức một đội đặc công với sức chiến đấu siêu việt, đặc biệt là phải có kế hoạch rõ ràng. Nếu không, cho dù có cứu được người rồi, e cũng khó lòng thoát ra ngoài. Bí thư Kỳ, tư lệnh lãnh đến rồi, bảo vệ từ của gọi vào. Cho anh ta vào, bí thư Kỳ có chút không vui. Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, mời vào. Cửa được mở ra, tư lệnh lãnh Thiệu Dương với quân phục trung tướng và Du Kinh Hồng mặc bộ quân trang huấn luyện cùng nhau bước vào. Gương mặt lãnh thiệu dương lạnh lùng giới thiệu, bí thư kỳ, đây là đội trưởng đội Hồng Thuấn, sĩ quan Du Kinh Hồng. Cô ấy chịu trách nhiệm cho an toàn của các nhà lãnh đạo đất nước. Cô ấy tranh thủ chút thời gian bay về từ thủ đô để giải thích cho ông đấy. Ôi, hóa ra là đội trưởng Du, bí thư kỳ lập tức đứng dậy, đội trưởng Du, mời ngồi. Du Kinh Hồng lạnh lùng đứng trước mặt ông ta, lắc đầu, tôi vội vàng đến Hoa Hải Chính là để giải thích một chút về vụ án với bí thư kỳ. Bí thư kỳ, ông đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên lại còn không phục. Ông đang muốn kháng lệnh sao? Thư ký kỳ nói, đội trưởng Du, vụ án này thực sự quá nghiêm trọng, tôi không thể tùy tiện quyết định. Du Kinh Hồng lấy ra một tờ giấy đưa cho bí thư kỳ, ông xem cho kỹ, đây là chỉ thị do đích thân lãnh đạo Trung ương ban hành, bốn người Diệp Vô Phong đang gánh vác một nhiệm vụ bí mật quan trọng. Nhiệm vụ bí mật, bí thư kỳ nhíu mày, nhiệm vụ bí mật thì có thể giết người sao? Du Kinh Hồng thầm mắng trong lòng, cái tên Diệp Vô Phong này cũng quá vô lý rồi, khi không lại đi giết nhiều người như vậy, sao không báo trước cho mình một tiếng? Lại còn bị cảnh sát bắt tại trận, đây chẳng phải là muốn đâm sau lưng mình sao? Nhưng Du Kinh Hồng không thể không cứu, cô ta thực sự sợ cảnh sát trong giây phút nóng giận sẽ bắn chết Diệp Vô Phong, cũng phòng khi cái tên Diệp Vô Phong phiền phức này sẽ gây náo loạn tại cục cảnh sát, lúc đó hậu quả thật khó lường. Vì vậy, cô ta không có sự lựa chọn chỉ có thể đích thân đi trước một bước. Nếu không, vụ án kinh thiên động địa như vậy, e rằng khó lòng che đậy lại được. Tất nhiên Du Kinh Hồng sẽ không để lộ sự thật, cô ta vẫn giữ một thái độ cao ngạo, nói: "Bí thư kỳ, Diệp Vô Phong là người của tôi, nhiệm vụ của anh ấy chính là trừ gian diệt bạo trên khắp cả nước. Sở dĩ có cuộc thảm sát đẫm máu như vậy bởi vì một trong số những người ở Tiềm Long Quan là gián điệp. Anh ấy thật sự không thể chịu đựng được nữa mới xuống tay giết người." Tuy nhiên, vì chuyện này không thể công khai nên tôi chỉ có thể làm phiền bí thư kỳ giúp tôi tìm cách giải thích với công chúng hả bí thư kỳ không ngờ rằng mọi chuyện lại là như vậy để tăng thêm tính chân thật của lời nói dối du kinh hồng chỉ có thể nhấn mạnh lại một lần nữa hơn nữa đây là vấn đề tối mật và với chức vị của hai người tất nhiên không thể biết được chuyện này cho nên về nguyên tắc bảo mật chắc hai người cũng đã rõ lãnh thiệu dương nghiêm nghị đứng dậy sĩ quan du yên tâm lãnh thiệu dương tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này bí thư kỳ thở dài một hơi sĩ quan du tôi sẽ giữ bí mật du kinh hồng nói nếu đã như vậy làm phiền bí thư kỳ đưa tôi đến cục công an thành phố hoa hải sau đó thả bốn người diệp vô phong ra ngoài bí thư kỳ buồn bã ông ta đã năm lần bảy lượt yêu cầu công an thành phố hoa hải phải xử lý thật nghiêm minh vụ án hơn nữa còn phải nhanh chóng định ngày xét xử bây giờ nhìn lại tất cả những hành động của mình phút chốc trở thành trò cười. Lại còn đích thân dẫn người vào thả diệp vô phong, đây là ông ta đang tự vả vào mặt mình mà. Nhưng đối mặt với đội trưởng Du, ông ta chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Ngay cả khi với tư cách là quan chức ở Hoa Hải, ông ta cũng chỉ có thể hợp tác với Du Kinh Hồng. Cuống hồ, đi theo Du Kinh Hồng còn có cả tư lệnh lãnh thiệu dương. Xe số 1 của Bí Thư Thành ủy kỳ và hai chiếc xe quân sự lần lượt tiến vào cục cảnh sát thành phố Hoa Hải vì đây là trường hợp khá hiếm gặp bảo vệ lập tức báo cáo với cục trưởng bí thư kỳ cùng du kinh hồng và lãnh thiệu dương sau khi xuất trình giấy ủy nhiệm liền trực tiếp xông vào bên trong lãnh thiệu dương còn mang theo bốn vệ binh võ trang đầy đủ bọn họ thật sự là súng vác vai đạn lên nòng chào cục trưởng la lãnh thiệu dương dẫn đầu đẩy cửa văn phòng cục trưởng la bí thư kỳ cùng du kinh hồng cũng lần lượt bước vào bốn vệ binh cầm súng đứng canh ngoài cửa cục trưởng la nhanh chóng đứng dậy kinh ngạc nhìn mấy người trước mặt, cơ mặt không khỏi giật giật vài cái, bí thư kỳ, tư lệnh lãnh. Sao mọi người lại có mặt ở đây? Bí thư kỳ bất đắc dĩ nhìn lãnh thiệu dương và du kinh hồng, cục trưởng la, tư lệnh lãnh thiệu dương và sĩ quan kiêm đội trưởng đội hồng thuẫn đây đều là những vị khách quý, chúng ta không thể đắc đội được đâu. Cục trưởng la nghe thấy sự chua xót trong giọng nói của bí thư kỳ, lúng túng nói, tư lệnh lãnh, đội trưởng du, mời ngồi. Du Kinh Hồng lấy ra một tờ mệnh lệnh đưa cho cục trưởng La, không cần ngồi, tôi muốn cục trưởng La ngay lập tức thả những người này, Diệp Vô Phong, Tiêu Sắc, Tiêu Nghiêu Nhi và Tiết Phi. Cái gì? Cục trưởng La vô cùng kinh ngạc, xem kỹ mệnh lệnh trong tay Du Kinh Hồng, não bộ nhất thời không thích ứng kịp, nhưng bọn họ đều là những tên tội phạm trong vụ thảm sát ở tiềm Long Quan mà. Cục trưởng La đã tưởng tượng ra rất nhiều kiểu bảo lãnh phạm nhân, nhưng chưa bao giờ ngờ được rằng người bảo lãnh lại có chức vụ cao đến vậy tư lệnh quân đội, nhân vật số 1 Hoa Hải, còn có cả đội trưởng đội Hồng Thuấn Hơn nữa còn mang theo cả mệnh lệnh của cấp trên. Hừ, Du Kinh Hồng rút súng ra, lạnh lùng nói, cục trưởng la, nếu ông không chịu thực hiện mệnh lệnh, vậy tôi chỉ còn cách là bắt người. Ấy, đội trưởng Du, đừng tức giận, có gì từ từ nói. Lãnh Thiệu Dương đương nhiên hiểu rõ tính tình Du Kinh Hồng, nhanh chóng thuyết phục cô ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 326, xem bói ra ma, quét nhà ra rác cục trưởng la nhìn về phía bí thư kỳ, việc này. Bí thư kỳ buông lỏng tay, cục trưởng la, thả người đi. Cục trưởng la chán nản nói, nhưng mà, ông bảo tôi phải giải thích với đội cảnh sát hình sự thế nào đây? Du Kinh Hồng lạnh lùng nói, đó là chuyện của ông, không liên quan đến tôi. Lãnh thiệu dương cũng bó tay, vị đội trưởng Du này thật không biết đối nhân xử thế mà, anh ta chỉ có thể tiếp tục hòa giải, cục trưởng la, đây đúng thật là mệnh lệnh của cấp trên. cục trưởng la không còn cách nào khác, đành phải ký vào lệnh thả người. sau đó đích thân dẫn mọi người đến đồn cảnh sát hình sự. quách vạn phúc đang bận nghiên cứu lời khai của diệp vô phong, thì nhìn thấy cục trưởng la xuất hiện ở trước mặt, anh ta lập tức đứng dậy cục trưởng la. tiếp đó nhìn ra sau thì thấy một người trong trang phục của trung tướng, người còn lại mang trang phục của thiếu tướng, còn có cả bốn vệ binh với vũ trang đầy đủ quách vạn phúc trong lòng đầy chấn động đây là tình huống gì vậy chúng tôi vẫn đang tra khảo bốn tên phạm nhân kia mời cục trưởng la ra chỉ thị quách vạn phúc khom người nói với cục trưởng la sau đó chỉ có thể cúi chào ba người bao gồm cả bí thư kỳ thả người chỉ thị của cục trưởng la vô cùng đơn giản ông ta nhìn về phía quách vạn phúc rồi mở mệnh lệnh ra sau đó đặt lên bàn trước mặt anh ta quách vạn phúc mở to mắt vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn cấp trên của mình cục trưởng la Vụ án vẫn chưa được điều tra rõ ràng, làm sao có thể thả người? Thật là quá đáng, đây chính là đang làm trái với pháp luật. Đừng phí lời nữa, mau thả người đi." Cục trưởng la tức giận nhìn chằm chằm anh ta. "Việc này, thôi được rồi. Bí thư kỳ, còn có cả tư lệnh quân khu đều đang ở đây, Quách Vạn Phúc chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh." "Diệp Vô Phong, anh có thể ra ngoài." Viên cảnh sát không mấy vui vẻ mở cửa phòng thẩm vấn của Diệp Vô Phong. "Ồ, diệp vô phong không mấy ngạc nhiên anh tin tưởng vào thực lực của du kinh hồng du kinh hồng mặc quân phục bước vào chờ đã các người ra ngoài trước đi cô ta yêu cầu cảnh sát ra ngoài trước sau đó đóng sầm cửa lại lạnh lùng đi về phía diệp vô phong được lắm diệp vô phong anh đang ra oai với tôi hả giết nhiều người như vậy rốt cuộc là anh đang muốn làm gì hả làm khó tôi là thú vui của anh đúng không diệp vô phong nói nhưng các đạo sĩ ở Tiềm Long Quan cũng quá lộng hành rồi, ngang ngược ức hiếp mọi người, kiếm tiền phi pháp, lại còn dám thách thức sự uy nghiêm của chị Đại Hoa Hải mà tôi vừa mới ủy nhiệm, lẽ nào không đáng chết sao? Du Kinh Hồng trừng mắt, hung hăng nhìn anh, cho dù bọn họ đáng chết thì cũng không nên để chính anh ra tay. Lại còn bị cảnh sát nắm thóp nữa chứ, đây thật sự chẳng phù hợp với phong cách của Tư lệnh Diệp nha. Diệp Vô Phong ung dung nói, cùng lắm thì cũng có đội trưởng là cô đây chống lưng nên tôi không sợ bọn họ. Anh, Du Kinh Hồng vẫn nhìn chằm chằm anh, nếu anh bị cảnh sát bắn ngay tại chỗ, vậy chẳng phải là chết một cách vô ích rồi hay sao? Diệp vô phong bật cười, chỉ dựa vào bọn họ mà đòi giết chết tôi. Du Kinh Hồng phẫn nộ nói, mau cút đi, đừng để tôi giận lên, nếu không, hậu quả khó lường. Diệp vô phong đi ngang qua vị thiếu tướng xinh đẹp, thì thào nói cảm ơn. Tiêu Nhiêu Nhi, anh có thể ra ngoài khi viên cảnh sát đến thông báo, Tiêu Nghiêu Nhi nhất thời không phản ứng kịp ý của các anh là sao? Muốn đem tôi ra ngoài bắn à? Viên cảnh sát cười chế nhạo, tất nhiên là tôi muốn bắn kẻ giết người như anh, chẳng qua là lệnh của cấp trên muốn chúng tôi thả anh. Thật chẳng hiểu sao anh lại may mắn như vậy, không lẽ có người ở sau chống lưng? Để tôi đi thật sao? Các anh sẽ không lén lút bắn sau lưng đấy chứ? Tiêu Nghiêu Nhi nhìn chằm chằm khẩu súng của viên cảnh sát, đôi mắt mở to đảo một vòng, thể hiện sự thông minh của mình một cách phô trương. Này, anh muốn tiếp tục ở đây đúng không? Còn không mau đi đi, hay là để tôi giam anh thêm vài ngày nữa. Tôi đi, tất nhiên là tôi đi. Ai mà tình nguyện ở lại cái nơi như này chứ? Tiêu Nghiu Nhi vội vàng đứng lên, bối rối nhìn viên cảnh sát, tôi đi thật à? Tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh của anh thôi đó nha. Viên cảnh sát sốt ruột xua tay, đừng ở đây mà thách thức sự chịu đựng của tôi, mau cút đi tiêu nghiêu nhi vừa ra khỏi phòng thẩm vấn đã thấy tiêu sắc và tiết phi đứng ở bên ngoài sau đó thì thấy diệp vô phong bước ra khỏi phòng thẩm vấn cùng một cô gái đẹp đến không tưởng trong bộ quân phục tiêu nghiêu nhi lập tức mở to mắt chị mau nhìn kia tất nhiên tiêu sắc vừa liếc mắt đã nhìn thấy được vẻ đẹp động lòng của du kinh hồng lại khinh bỉ nhìn cậu ta có gì đáng xem hả tiêu nghiêu nhi thở dài chị người ta thật sự rất đẹp đó chị cũng đừng quá đau lòng tiêu sắc giơ chân đạp cậu ta một cái, cậu không thể yên lặng một chút sao? Tiêu ngư nhân bị đạp liền ngây ngô cười, không nói nữa. Lên xe, Du Kinh Hồng lái xe từ trong khu quân sự đi đến, ra hiệu diệp vô phong lên xe. Quách vạn phúc từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên nói, cục trưởng la, chẳng lẽ cái tên diệp vô phong này là chồng của sĩ quan du sao? Cục trưởng la lắc đầu, cậu nghĩ ai cũng lạm dụng quyền hạn như cậu à? Này, cục trưởng la, tôi trước giờ chưa từng lạm quyền nha. Ông đừng có mà vu khống. Quách vạn phúc tất nhiên không chịu thừa nhận. Sau đó lẩm bẩm nói, dù sao thì tôi cũng cảm thấy Diệp vô phong và Du Kinh Hồng chắc chắn có quan hệ mở ám. Cục trưởng la thờ dài, đây là mệnh lệnh từ trên đưa xuống, anh hiểu được thì thi hành, không hiểu được cũng phải thi hành. Đừng có ở đây phàn nàn với tôi, cũng đừng có mà đi bôi nhọ lãnh đạo. Cục trưởng la cũng rất tức giận, thậm chí sau đó còn tìm đến thành ủy, bí thư kỳ, chuyện ngày hôm nay thật sự không thể chấp nhận được. Bí thư kỳ nói, cục trưởng la, nguyên tắc của đảng ông cũng đã nắm rõ, phải phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người quân nhân. Cục trưởng la biện hộ, nhưng tôi là cảnh sát, tôi có nhiệm vụ trừng trị tội phạm theo quy định của pháp luật. Bí thư kỳ nhìn ông ta chầm chầm, lắc đầu nói, cục trưởng la, ông chỉ cần biết những đạo sĩ ở tiềm long quan là gián điệp là được rồi nhưng chúng ta không có bằng chứng. Cục trưởng La không can tâm. Bí thư kỳ cao mày nói, sao ông cứ ngoan cố vậy hả? Người xưa có câu, xem bói ra ma, quét nhà ra rác còn ông bớt soi mói chuyện của người khác một chút không được à? Cục trưởng La nhìn thẳng vào mắt bí thư kỳ, bí thư kỳ, nếu đây là mệnh lệnh của ông đối với cục công an, thì ông thật khiến cho tôi phải ngạc nhiên đấy. Ông có còn là một bí thư kỳ tận tụy với dân, trung thành với đảng không vậy? bí thư kỳ trừng mắt, ông cứ thế mà chấp hành đi. Đừng ở đây nói mấy lời thừa thãi đó với tôi. Được rồi, cục trưởng La chỉ có thể buồn bã ra về. Du Kinh Hồng đưa bốn người bọn họ đến trụ sở chính của công ty Hoa Cường, sau đó dừng xe, chỉ nói hai từ, xuống xe. Sau khi bốn người bước xuống xe, Diệp Vô Phong vẫy tay với Du Kinh Hồng tạm biệt. Hừ, Du Kinh Hồng đạp ga, chiếc xe lao nhanh đi như một mũi tên. Tiêu Sắc đến gần Diệp Vô Phong, nhỏ giọng nói, đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi. Diệp vô phong lúng túng cười, lần này hình như đã gây phiền phức cho cô ấy rồi. Tiêu sắc chua chát nói, có gì phải sợ chứ, hôm khác lại dỗ dành một chút là được thôi mà. Hả, Diệp vô phong trở lại vẻ mặt lạnh lùng, cô vừa nói gì? Tiêu sắc giật mình, tôi có nói gì đâu. Sau đó chạy vào công ty, mươi 327, suy nghĩ cẩn thận. Chủ tịch Diệp đã trở lại. Tổng giám đốc Tiêu cũng trở lại rồi. 10 giờ sáng, công ty Hoa Cường vô cùng náo nhiệt. Chủ tịch Diệp trở thành trụ cột của toàn bộ công ty Hoa Cường. Trong vài giờ sau tai nạn của anh, toàn bộ nhân viên của công ty Hoa Cường đã rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng. Giờ nghe tin anh đã trở về, mọi người nhanh chóng dùng nhiều cách liên hệ để cho đồng nghiệp của mình cùng biết tin vui này. Diệp Vô Phong, ngay lập tức Lâm Thư Âm chạy ra khỏi thang máy trực tiếp lao đến chỗ diệp vô phong đang cười nói vui vẻ với các nhân viên ôm lấy thân hình cường tráng của diệp vô phong lâm thư âm khóc nước nở nước mắt chảy dài không thể kiềm chế được dù trước mặt có rất nhiều nhân viên nhưng cô cũng bỏ qua hình tượng của chính mình mặc dù chỉ có một đêm diệp vô phong không quay lại nhưng nỗi sợ hãi mà cô đã trải qua là không thể tưởng tượng được bạch nhạn phi theo cô ra khỏi thang máy cũng kìm không được nước mắt khi nhìn thấy cảnh này nhưng cô ấy là người đầu tiên vỗ tay. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, khuôn mặt tươi cười của các nhân viên đều tràn ngập nước mắt. Tiêu Sắc cũng rất vui vẻ, nói cảm ơn sự quan tâm của mọi người, cảm ơn nhiều. Cô ta đột nhiên cao giọng nói lớn, tôi đã quyết định sản nghiệp của Hồng Bang và công ty Hoa Cường sẽ thành lập một tập đoàn, lấy tên là tập đoàn Hoa Cường. Mọi người thấy thế nào? Nghe vậy, Lâm Thư Âm vội vàng rời khỏi vòng tay của Diệp Vô Phong, nhìn Tiêu Sắc nói tổng giám đốc tiêu chuyện này không cần thiết phải làm như vậy đâu tiêu sắc nói hơn nữa chủ tịch tương lai của tập đoàn hoa cường sẽ là cô lâm thư âm nhạn phi và tôi sẽ là trợ lý cho cô lâm thư âm nhanh chóng từ chối không được đâu bạch nhạn phi nói cái gì mà không được hay chính vì các nhân viên hoan hô ẩm ý tốt quá tuyệt vời muốn xây dựng một liên minh mạnh mẽ phải xây từng bước một thật đáng chúc mừng Sảnh tầng 1 đã trở thành một nơi vui vẻ. Nhờ đề xuất của Tiêu Sắc, thế lực của Diệp Vô Phong ở Hoa Hải được xoắn lại thành một sợi dây thường, tổ chức lại thành tập đoàn Hoa Cường. Khi thấy ba người phụ nữ này làm việc cùng nhau, Diệp Vô Phong cũng thấy rất vui. Sau đó, họ lập ra một kế hoạch và quyết định về việc cơ cấu, tổ chức lại nó vào năm mới. Tại cuộc họp khai trương của tập đoàn Hoa Cường, mời một số diễn viên ngôi sao các ông trùm kinh doanh và các quan chức chính phủ đến tham gia để mở rộng tầm ảnh hưởng của tập đoàn Hoa Cường. Ngành công nghiệp hiện tại mà Tiêu Sắc phát triển chủ yếu là ngành giải trí, đồng thời tham gia vào kinh doanh vận tải cảng, dịch vụ ăn uống, bán lẻ và các cửa hàng và đều nằm trên những khu vực rộng lớn của Hoa Hải. Chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài để tất cả được niêm yết dưới nhãn hiệu của tập đoàn Hoa Cường. Hơn nữa, tất cả các ngành trước đây đã từng hoạt động độc lập nói rõ ra thì chỉ cần đổi tên công ty cũng là một công trình lớn lớn đòi hỏi nhân viên trong công ty phải làm việc rất chăm chỉ tất nhiên ba người phụ nữ sẽ chịu trách nhiệm triển khai công việc này để nhân viên hoàn thành dự án đúng hạn nên diệp vô phong cũng không cần lo lắng nhiều về điều đó ông chủ diệp vô phong được thả ra rồi sau khi vua chuột nghe được tin tức này lập tức báo lại cho mộ dung hào giang cái gì mộ dung hào giang đang chăm chú ôm bụng thiếp đi thì đột nhiên nhảy dựng lên đè cơn buồn ngủ mà kêu lên một tiếng cậu nói rõ xem nào sao diệp vô phong lại được thả ra rốt cuộc có chuyện gì mộ dung hào giang thực sự lo lắng diệp vô phong rõ ràng là người bình thường mà lại được thả ra điều này không đơn giản chỉ là chống lại trời đất cho dù là mộ dung hào giang ở trong thời kỳ đỉnh cao nhất nếu phạm tội giống như diệp vô phong và bị cảnh sát bắt tại chỗ kết quả chỉ có một đó là một phát súng ông chủ không biết Diệp Vô Phong xuất thân như thế nào, nhưng anh ta đã được cục công an thả ra. Đó là sự thật, thật sự không thể đoán được tên này rốt cuộc là có quan hệ gì. Tổ chức cấp cao trong nhà nước đang ủng hộ anh ta sao? Vậy thì đúng là không coi luật pháp ra gì, tôi không thể hình dung nổi nữa. Mộ dung hào giang đứng đó một hồi, cầm điện thoại lên nhưng tay run đến mức không cầm được máy, ờ, cậu liên hệ với phó cục trưởng đi. Đầu dây bên kia cúp điện thoại khiến mộ dung hào giang sững sờ. Diệp Vô Phong phạm tội nặng như vậy, làm sao có thể cho ra ngoài một cách đàng hoàng được? Sao có thể lấy lại tự do? Ngay cả có tiền bảo lãnh cũng không được phép mà. Từ đó, Mộ Dung Hào Giang ngửi thấy mùi khác thường. Trên thực tế, nếu suy nghĩ kỹ lại, những gì Diệp Vô Phong đã làm từ khi đến Hoa Hải không có bình thường. Không bao lâu sau, vua chuột đích thân tới, "Ông chủ, tôi đã điều tra ra." "Ồ, thật sao?" nói cho tôi biết mộ dung hào giang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng sao diệp vô phong lại được thả ra phía sau có ai xen vào vua chuột nói ông chủ tin tức mà tôi điều tra và nghe được rất đơn giản đó là lệnh của quân đội hơn nữa những đạo sĩ đã chết ở tiềm long quan bị kết tội là gián điệp bị nghi ngờ là đánh cắp bí mật quốc gia quan trọng diệp vô phong được thăng chức là người phụ trách tiêu diệt phản loạn tiêu diệt phản loạn mẹ nó mộ dung hào giang người đã nhiều năm không chửi tục không nhịn được, những đạo sĩ đó chỉ là những người thu tiền bình thường. Làm sao có thể là gián điệp? Không thể nào, làm sao mà họ có thể tiếp xúc với bất kỳ bí mật nhà nước được chứ? Dù sao thì những đạo sĩ kia cũng chết rất oan uổng. Trong mắt vô chuột hiện lên vẻ hoảng sợ, ông chủ nói trắng ra, nếu Diệp Vô Phong loại bỏ chúng ta, chúng ta cũng bị xếp vào tội gián điệp sao? Chuyện này, Mộ Dung Hào Giang nghe đến đây liền vô cùng kinh hãi, nhìn quan tài của con trai Mộ Dung trí Ông ta chán nản nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, "Con ơi, con chết oan uổng quá, đây là muốn gán tội cho người khác, thật nói không nên lời. Không xem bố con thành gián điệp rồi xử tử đã là nhẹ tay rồi. Công lý ở đâu? Công lý ở đâu hả?" Vua Chuột thận trọng nói, "Ông chủ, Phó cục trưởng muốn trả lại 300 triệu tiền mặt cho chúng ta, ông xem." Mộ Dung Hào giang xua tay, "Quên đi, để ông ta tự tiêu đi." Vua Chuột theo ý của cậu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Vua chuột suy tư, ông chủ, Diệp vô phong lấy tay che cả bầu trời, chúng ta hoàn toàn là lấy trứng trọi đá nên chỉ có thể chiếu cố anh ta cho thật tốt. Hai, người từng đứng đầu hoa hải lãnh đạm thở dài, cậu ta đã giết ba đứa con trai và một đứa cháu trai của tôi, giờ còn muốn tôi đi theo, nịnh nọt cậu ta. Có phải tôi càng sống càng thụt lùi? Vua chuột nắm tay mộ dung hào giang, ông chủ, có câu nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Người làm nên chuyện lớn, làm sao có thể quan tâm một chút tình cảm gia đình. Ông chủ, ông phải có trách nhiệm đối với cả nhà họ mộ dung, tất nhiên ông phải có khả năng làm những gì mà người khác không thể làm được. Ừ, mộ dung hào gian chán nản lau nước mắt. Vua chuột nói, vào ngày đầu năm mới, tập đoàn Hoa Cường sẽ tổ chức cuộc họp khai trương, chúng ta nên làm gì đây? Mộ dung hào giang tát chính mình một cái, hào phóng gửi trước một món quà, sau đó tôi sẽ đích thân đến chúc mừng vua chuột cúi đầu cung kính ông chủ anh minh mộ dung hào gian thầm nói trong lòng anh minh cái con khỉ khi người ta đang ở kèo trên tôi không thể không cúi đầu nếu có thể giết chết diệp vô phong thì ông đây việc gì phải yếu ớt cúi đầu trong thế giới ngầm ở hoa hải việc diệp vô phong được thả cũng gây chấn động mạnh mọi người đều biết rằng diệp vô phong vì tiêu sắc người nâng đỡ mà công khai giết chết hơn một chục người nhưng cảnh sát thậm chí còn không có cách để bắt anh. chương 328, nhà hàng bầu trời. Thế là, người ở khắp nơi càng sợ hãi hơn nữa, đoán giả đoán non đủ kiểu về Diệp Vô Phong. Có người nói Diệp Vô Phong là con trai của vị lãnh đạo nào đó, có người nói Diệp Vô Phong có bản lĩnh phi thường, có người nói Diệp Vô Phong được thần tiên phù hộ. Thậm chí cho anh làm thần luôn. Ở công trường xây dựng lại bến cảng, từng người công nhân đang bận bịu với công việc của mình, cẩn thận ngăn nắp. Lâm Thư Âm chỉ huy đội điều khiển, không ngừng đi xem xét từng người, điều chỉnh những vấn đề lớn nhỏ xuất hiện trong quá trình thi công. Bạo Nha Giang lúc trước bị Diệp vô phong trừng trị, mỗi ngày đều đến bảo vệ miễn phí cho công trường. Nếu ai trong làng không biết điều mà đến quấy rối gì là Bạo Nha Giang bắt đầu tay đấm chân đá, mắng nhức không ngớt. Sau khi vệ sĩ Hàn Kỳ của Lâm Thư Âm phát hiện ra chuyện này, đã tự mình tìm Bạo Nha Giang, ngỏ lời trả cho Bạo Nha Giang mỗi tháng 15 triệu tiền lương bạo nha giang vốn không dám nhận lại vỗ ngực nói là tình nguyện làm công không lương cho chủ tịch diệp làm hàn kỳ vô cùng cảm động anh phong đám người kia không làm khó dễ anh không tối đường trảm đến thấy diệp vô phong bình yên vô sự anh ta hình như không cam lòng lắm không đường trảm sao cậu quay lại diệp vô phong vỗ vỗ vai anh ta đường trảm nói nghe nói anh bị cảnh sát bắt em còn đang chuẩn bị cướp người về đây e hèm công dân tuân thủ pháp luật như tôi được rồi đại ca ơi em không hiểu phong cách của anh chắc thôi anh đã không sao thì chúng ta ở lại hoa hải chơi vài ngày rồi đi đường trảm cười thành phố lớn quốc tế hóa rồi chắc chắn có nhiều thứ chơi vui lắm ha ha thôi cậu cút được rồi đó diệp vô phong cười mắng đường trảm vừa đi bí thư kỳ đã tự mình đến cửa tìm diệp vô phong còn dẫn thư ký theo cùng bí thư kỳ khách quý hiếm thấy mời ngồi diệp vô phong vội vàng lễ phép nói Bí thư Kỳ đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi mới ngồi xuống, "Chủ tịch Diệp, nghe nói cậu thành lập tập đoàn Hoa Cường, đúng không?" Diệp Vô Phong nói, "Cũng nhờ có Đảng và chính phủ giúp đỡ nhiều điều, cảm ơn bí thư Kỳ." Bí thư Kỳ vẫy tay, người trông như thư ký kia lui ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Bí thư Kỳ nhìn thẳng Diệp Vô Phong nói, "Diệp Vô Phong, mặc dù tôi không biết mối quan hệ giữa cậu và Sĩ Quan Du là gì, cũng không biết cậu gánh vác sứ mệnh gì, nhưng tôi muốn nhắc cậu một câu, Hoa Hải là địa bàn của tôi, tôi hy vọng khi cậu ở Hoa Hải phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra chuyện giống tiềm long quan nữa. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Dù cho sĩ quan du đến xin giúp cũng không được. Diệp vô phong cười ha ha mấy tiếng, bí thư kỳ, tôi sẽ rời Hoa Hải sớm thôi, đến nơi khác, có việc quan trọng cần làm. Hả, cậu đi à, tốt quá rồi, chắc tôi phải kính cần tiến cậu đi khỏi Hoa Hải quá bí thư kỳ nói đùa đâu dám đâu dám bí thư kỳ lần này ông đặc biệt đến đây để cảnh cáo tôi sao bí thư kỳ thở dài một hơi diệp vô phong nói thật thì tôi cảm thấy cậu khác với những người tôi từng tiếp xúc tôi đã điều tra về cậu cậu mạnh mẽ tiến vào hoa hải trở thành chỗ dựa chủ đạo của công ty hoa cường một cách thần bí còn khiêu chiến với dòng họ mộ dung đánh cho thế lực mấy mươi năm của dòng họ mộ dung ở hoa hải tan tác đè cho mộ dung hào giang không ngẩng đầu lên được theo mặt này thật sự tôi phải cảm ơn cậu. Bởi vì, dù cho cảnh sát Hoa Hải muốn đè dòng họ mộ dung xuống cũng phải chuẩn bị rất nhiều năm, mà dòng họ mộ dung ở Hoa Hải hết sức rắc rối phức tạp, mạng lưới quan hệ quả thực quá lớn. Tuy tôi có kế hoạch từ trước lại không tìm được cơ hội thích hợp để thực hiện. Cậu coi như là giải quyết xong một vấn đề khó, nhưng mà, tiêu sắc mới bước ra đời, tôi hy vọng không trở thành người như mộ dung hào giang. Diệp vô phong gật đầu, bí thư kỳ, tôi sẽ chỉ dạy tiêu sắc và lâm thư âm, để họ tuân thủ pháp luật, đóng góp cho sự phát triển của Hoa Hải. Được rồi, đây chính là câu tôi muốn nghe. Cảm ơn cậu, bí thư kỳ bắt tay với Diệp Vô Phong, có thể cho tôi một thư mời đến đại hội thành lập tập đoàn Hoa Cường không? Đương nhiên, bí thư kỳ có thể đến tham gia, đối với tập đoàn Hoa Cường mà nói là rồng đến nhà tôm rồi. Rất cảm ơn ông, mặt Diệp Vô Phong cảm động, vội bảo người đưa một tấm thư mời VIP cho bí thư kỳ. Bí thư kỳ nhận thư mời xong mới nghiêm túc nói: Diệp vô phong, đừng quên lời hứa của hai chúng ta. Bí thư kỳ yên tâm, tôi bảo đảm nói được là làm được. Được Diệp vô phong đảm bảo, bí thư kỳ cũng nhẹ lòng. Ông ta lo nhất là Diệp vô phong ỉ được chiều trở nên kiêu căng, gây ra nhiều vụ không đúng chuẩn mực ở Hoa Hải hơn nữa. Tiến bí thư kỳ xong, Diệp vô phong nhận một cuộc điện thoại. Anh Phong, tôi là Vô Chuột, ông chủ mộ dung của chúng tôi muốn mời anh tối nay đến dùng bữa không biết anh có thời gian rảnh không ạ à? mời tôi ăn cơm à ở đâu vậy diệp vô phong hỏi ở nhà hàng bầu trời của dòng họ mộ dung kính mời anh phong đến dự vua chuột nói hết sức cẩn thận được thôi diệp vô phong thoải mái trả lời vua chuột mong đợi cúp điện thoại cảm thấy vô cùng bất ngờ lẽ nào diệp vô phong lại không đề phòng gì ở hoa hải nhà hàng bầu trời cũng xem như là một trong những nhà hàng cao cấp biết bao nhiêu người thật sự giàu có trong nhà có ma trai cưới hỏi gì đó, cũng vinh hạnh lắm mới có thể đặt rượu ở nhà hàng bầu trời. Đơn nhiên đó là quá khứ rồi, bây giờ Mỹ Thụ Loan đang được Hoa Cường mua lại, dường như đã thay thế bầu trời trước kia. Nhưng vị thế mấy chục năm chất lượng của nhà hàng bầu trời vẫn luôn thuộc ba hạng đầu trong số nhà hàng khách sạn tại Hoa Hải, nhà hàng khác muốn vượt qua à, đâu có dễ vậy. Thật sự thì mộ dung hào giang rất để ý chuyện lần này, dù Diệp vô phong vừa giết con trai mộ dung trí của ông, nhưng mộ dung hào giang không những không oán trách lời nào, mà càng ngoan ngoãn nghe theo Diệp vô phong. Đến 4 giờ chiều, ông ta tự mình vào nhà bếp, hỏi giám đốc bộ phận nhà hàng chuẩn bị thức ăn đến đâu rồi, còn dặn dò là bữa tiệc tối nay phải thật đẳng cấp, nhưng cũng không được bày biện quá cầu kỳ, tốt nhất là phải hài hòa, thỏa đáng v vê, vê. Mộ dung hào giang đến phòng chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, vua chuột theo sát kế bên, mời ông chủ ngồi. Mộ dung hào giang ngồi ở ghế chủ trì, nhìn vua chuột phụ trách bưng trà đổi nước, vua chuột, cậu nghĩ Diệp Vô Phong sẽ dẫn bao nhiêu người đến dự tiệc. Vua chuột do dự nói, ông chủ, cái này thật khó đoán. Bây giờ Diệp Vô Phong đang như mặt trời ban trưa, tôi nghĩ sẽ có hai trường hợp. Một là cậu ta sẽ dẫn theo nhiều người để khẳng định vị trí của mình. Hai là sẽ đến dự tiệc một mình. Ừm, tôi muốn xem xem, cậu ta sẽ thuộc loại nào. Một nhân viên phục vụ gõ cửa cốc cốc rồi bước vào, Báo cáo cẩn thận, thưa ông chủ Giang, anh Phong, Diệp Vô Phong đến rồi ạ. À. Hả? Mộ Dung Hào Giang đột nhiên đứng dậy, có bao nhiêu người đến? Anh ta chỉ dẫn theo một người thôi, nhân viên phục vụ ngoan ngoãn trả lời. Mộ Dung Hào Giang nhìn vua chuột một cái, vẻ mặt không rõ, chỉ dẫn theo một người thôi à? Ha ha, gan ghê, chương 329, làm chó cho cậu. Nhưng mà còn có một vị khách không mời, là người bên cảnh sát nhân viên phục vụ nhỏ tiếng báo cáo người bên cảnh sát ư cục trưởng la hà hay quách vạn phúc mộ dung hào giang vô cùng ngạc nhiên ông chủ tôi không biết nữa vừa nói đến đấy tiếng cười của diệp vô phong đã chuyển đến ông chủ giang nhà hàng bầu trời của ông không hổ danh là số một hoa hải xa hoa khí thế thật đúng là đẳng cấp cao kìa cậu phong mời vào mộ dung hào giang mắng thầm trong lòng một câu đây là kẻ thù giết con mình lại phải khách khách sáo sáo, cung cung kính kính với cậu ta. Phó cục trưởng mời, Diệp Vô Phong tự dưng kéo từ sau lưng ra một người mặc thường phục, nhưng mộ dung Hào Giang liếc mắt một cái là nhận ra ngay, người này là phó cục trưởng đã nhận của ông 300 triệu đây mà. Rốt cục Diệp Vô Phong đặc biệt dẫn theo phó cục trưởng là có ý gì đây? Nét mặt mộ dung Hào Giang bỗng chốc thay đổi, trong lòng cứ lo lắng nghi ngờ, có hơi luống cuống không biết làm sao vua chuột theo bên cạnh ông ta cũng giật nảy mình, sao Diệp vô phong lại tìm người này dẫn đến đây? Cậu ta muốn làm gì? Mặt phó cục trưởng đầy sợ hãi, hoang mang và lúng túng, nhưng dưới sự ép buộc của tiêu nghiêu nhi, chỉ có thể đi vào. Chủ tịch Giang, tôi, phó cục trưởng định giải thích gì đó. Tôi không biết ông, trong lòng mộ dung hào Giang dậy sóng, không lẽ thằng cha này yếu bóng vía kể hết cho Diệp vô phong nghe rồi sao? Lúc này, tiêu nghiêu nhi đã đóng cửa phòng lại, trừng mắt đẩy đẩy phó cục trưởng về trước. "Chủ tịch Giang, tôi gửi lại ông 300 triệu." Phó cục trưởng nói xong câu này, muốn tụt huyết áp đến nơi. Tiêu Nghiu Nhi ném 300 triệu tiền mặt ném lên bàn. Diệp Vô Phong cười ha ha, "Ông chủ Giang, ông kể cho tôi nghe chuyện tốt ông làm được không?" Mấy bắp thịt trên mặt Mộ Dung Hào Giang co lại rồi giãn ra liên tục, giọng nặng nề, "Cậu Phong, xin lỗi, là do Mộ Dung Hào Giang tôi hồ đồ." tôi tặng cho cậu toàn bộ vàng bạc cất trong kho tàng xem như chuộc tội. Hơn nữa, mộ dung hào giang tôi đảm bảo, con cháu dòng họ mộ dung sẽ mãi mãi không đối địch với cậu Phong, nếu trái lời thề, dòng họ mộ dung tôi nhất định diệt Phong. Nói xong, ông hô ích một tiếng quỷ xuống trước mặt Diệp vô Phong. Phó cục trưởng sợ đến nỗi tim đập thình thịch, ông chủ giang không ai bị nổi lại quỷ trước cậu Phong ư. Trời! Diệp vô phong không hề có ý định để mộ dung hào giang đầu tóc bạc phơ đứng dậy, anh lạnh lùng nói, mộ dung hào giang, tôi biết ông muốn bảo vệ dòng họ mộ dung, nhưng thật sự sai lầm này của ông khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi chỉ bị cảnh sát bắt thôi mà ông lại dậu đổ bìm leo ngay, ông sống trên đời này còn tác dụng gì nữa. Bản thân mộ dung hào giang cũng thuộc bậc thầy, nếu muốn phản kháng, nói không chừng có thể trốn thoát khỏi đây, ít nhất cũng có thể liều mười mấy ván. Nhưng ông ta đâu dám phản kháng, cậu Phong, mộ dung hào giang tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, tự nguyện chịu chết nói xong câu đó ông ta nhắm mắt lại diệp vô phong suy tính một chút thế này đi ông tự tay giết phó cục trưởng rồi thực hiện lời hứa của ông lúc nãy tôi sẽ tạm tha cho ông hả đừng đừng mà thoáng chốc phó cục trưởng đã sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt giờ mới hiểu ra tại sao mộ dung hào giang đứng đầu hoa hải lại sợ diệp vô phong hóa ra diệp vô phong tùy tiện nói một câu là quyết định việc sống chết của người khác cậu phong xin cậu đừng giết tôi tôi là người tốt thật mà phó cục trưởng quỳ gối dưới chân Diệp Vô Phong, khóc chảy nước mắt, tha mạng, tha mạng. Vèo, bóng dáng vua chuột chợt vụt qua, đến sau lưng phó cục trưởng, đấm thẳng vào đầu phó cục trưởng, phó cục trưởng bất tỉnh ngã xuống đất ngay. Vút, vua chuột rút dao nhọn ra, tôi giết nó cho ông chủ. Khoan, Diệp Vô Phong tuyệt nhiên không giơ tay mà ngăn cản, tôi muốn mộ dung hào giang tự ra tay, thế mới đúng. Anh quay đầu về phía tiêu Nghiêu Nhi, Nghiêu Nhi, cậu ghi lại toàn bộ quá trình cho tôi. Vâng, Tiêu Nghiu Nhi xoa xoa tay hơi hưng phấn, cái này là để ghi lại bằng chứng phạm tội của mộ dung Hào Giang. Mộ dung Hào Giang toàn thân ảm đạm, lẩm bẩm cậu Phong, từ nay về sau mộ dung Hào Giang là con chó của cậu, cậu muốn tôi cắn ai, tôi cắn người đó. Ông ta cảm thấy Diệp Vô Phong thật quá đáng sợ, ông ta chỉ liên lạc với phó cục trưởng một tí đã bị Diệp Vô Phong tra ra hết. Còn có lòng lùng bắt, làm ông ta phạm phải tội ác không thể tha thứ cơ mưu đến thế ư quá nham hiểm thế là trong căn phòng sang trọng mộ dung hào giang nhấn nhân trung phó cục trưởng sau khi lôi phó cục trưởng dậy lại đâm xuống một dao một dao lại một dao dường như ông ta muốn phô ra kỹ năng giết người của mình đâm người mấy nhát nhưng phó cục trưởng vẫn chưa chết hẳn gặp người kêu thảm thiết làm vua chuột kế bên cũng kinh hồn khiếp vía tiêu nghiêu nhi ghi hình cũng thấy quá tàn bạo thúc giục, được rồi, được rồi, tranh thủ đi. Mộ Dung Hào Giang đâm một dao cuối cùng vào động mạch cảnh của phó cục trưởng, tiếng la thảm thiết của phó cục trưởng dừng lại ngay tức khắc, mới đó đã im lìm bất động. Mộ Dung Hào Giang, chúng ta sang chỗ khác ăn đi. Diệp Vô Phong vỗ vỗ tay, dường như xem cảnh máu me trước mặt như vậy chỉ giống một vở kịch hết sức bình thường. Vâng, cậu Phong, Mộ Dung Hào Giang đứng dậy, cả người ông ta lúc này toàn là máu, hai tay thấm đẫm máu, cậu Phong tôi cần tắm thay bộ đồ khác. Ừ, tôi chờ ông. Diệp vô phong chẳng mảy may lo lắng. À đúng rồi, ông cho người đến dọn sạch sẽ chỗ này đi, đừng để cảnh sát phát hiện bằng chứng phạm tội của ông. Vâng, vua chuột, cậu thu xếp chuyện này đi. Cậu Phong, mời cậu sang phòng số 2 thiên tự kế bên uống trà trước. Mộ dung hào giang kính cẩn nói. Ừ, ông nhanh qua đấy là được. Diệp vô phong hiên ngang đi ra, vốn không hề lo lắng mộ dung hào giang có âm mưu gì nữa không anh Phong, anh không lo ông ta dở trò sao. Tiêu Nghiêu Nhi cất điện thoại xong, kính cần ngồi kế bên Diệp Vô Phong. Trước đây cậu ta còn dám cản rỡ trước mặt Diệp Vô Phong chút đỉnh, nhưng bên cạnh Diệp Vô Phong càng lâu, càng tôn kính Diệp Vô Phong nhiều hơn, cũng không dám láo nháo nữa. Diệp Vô Phong cười, cậu cảm thấy mộ dung hào giang còn dám dở trò với tôi không? Tiêu Nghiêu Nhi, ông ta không phải là một con chó dễ thuần hóa, dù nói làm chó cho anh Phong, nhưng em thấy vấn đề ở chỗ lòng trung thành của ông ta diệp vô phong cười nói như nhi xem ra cậu tiến bộ không ít nha dù ông ta không trung thành thì con chó này vẫn còn tác dụng trải qua việc hôm nay tôi nghĩ ông ta không dám chống lại chúng ta nữa đâu tiêu như nhi gật đầu vâng nghĩ ông ta cũng không dám nữa là cậu phong thức ăn lên ngay đây ạ à. mộ dung hào giang thay một bộ đồ thời đường màu vàng nhạt nhìn cứ như một viên ngoại thời cổ đại sau khi trở vào để Diệp Vô Phong ngồi ở ghế chủ trì, ông ta và vô chuột đứng bên cạnh phục vụ. chương 330, ôm tôi một cái. Trong suốt buổi tiệc, mộ dung hào giang đều ngồi kho người xuống, ngay cả vô chuột cũng chưa từng thấy mộ dung hào giang khúm núm như vậy bao giờ. Vì vậy, vua chuột càng tỏ ra vẻ thấp hèn, cả hai người đều cố gắng hết sức làm tròn bổn phận người hầu của mình. Mãi tới tận lúc Diệp Vô Phong rời đi, trái tim của hai người mộ dung hào giang vẫn đập rất nhanh, chưa trở lại bình thường được. Vừa rồi bọn họ thấy rất rõ ràng, sau khi chứng kiến Mộ Dung Hào Giang giết người bằng phương thức vô cùng tàn bạo, Diệp Vô Phong vẫn không hề cảm thấy một chút khó chịu nào khi ăn, sắc mặt vẫn như bình thường, chuyện trò vui vẻ, cực kỳ thong thả. Nhất định là cái khí chất này được tôi luyện ra từ ngàn vạn mạng người. Làm thế nào mà một Diệp Vô Phong trẻ tuổi như vậy lại có thể có kinh nghiệm dày dặn như vậy? Mộ Dung Hào Giang không thể nào hiểu nổi ông ta thậm chí còn có một ý tưởng không thực tế diệp vô phong ưu tú như vậy nếu anh ta là con cháu của dòng họ mộ dung thì tốt biết bao anh diệp anh không sợ lão già mộ dung hào giang hạ độc sao tiêu nghiêu nhi nhi hoặc diệp vô phong cười nói mộ dung hào giang không phải kẻ ngốc ông ta sẽ không dám hạ độc nếu không dòng họ mộ dung sẽ càng diệt phong nhanh hơn ồ tiêu nghiêu nhi ra vẻ đã hiểu nhưng mà anh diệp nếu anh trúng độc còn ai có thể tiêu diệt được dòng họ mộ dung nữa? Diệp vô phong chỉ lên trên sức mạnh của một quốc gia là không thể cưỡng lại. khi tiêu nghi nhi lái xe đến trụ sở của công ty hoa cường, diệp vô phong bỗng ngửa mặt lên bầu trời đêm, cười đội trưởng quách chiếu cố tôi thực sự rất tốt. quách phản phúc anh ta lại phái người theo dõi anh sao? tiêu nghi nhi tức giận bọn chúng đâu để tôi đánh đổi bọn chúng không cần sự giám sát của họ chỉ là một trong những cách thức tự vệ của chúng ta mà thôi. Diệp Vô Phong ung dung nói. Tiêu Nghiêu Nhi nhìn Diệp Vô Phong với vẻ sùng bái, cha, không hổ là người mà chị mình kính nể, có vẻ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh ấy. Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là ra cát lượng tái sinh. Dừng xe xong, Tiêu Nghiêu Nhi vừa đi theo Diệp Vô Phong vào tới sảnh tầng 1 của công ty, anh liền nhìn thấy Tiêu Sắc đang phấn khích đi về phía mình. Chị, chị, Tiêu Ngưu Nhi muốn nói gì đó. Tiêu Sắc không nhìn cậu ta lấy một cái, mà chỉ nhìn Diệp Vô Phong, "Anh Diệp, tôi có chuyện muốn hỏi anh trực tiếp. Anh có thời gian không?" "Ồ, đương nhiên là có thời gian, mà này, Lâm Thư Âm tan làm chưa?" Diệp Vô Phong cười. "Tổng giám đốc Lâm vẫn đang ở trên công trường, tôi sợ tối nay cô ấy sẽ qua đêm trên công trường luôn." Tiêu Sắc thở dài, "Con người của tổng giám đốc Lâm đúng là liều mạng với công việc." Tiêu Nghiêu Nhi biết mình không thích hợp ở đây làm bóng đèn, vì vậy cậu ta bèn lặng lẽ chuồn đi. Tiêu sắc đi đằng trước, dẫn Diệp vô phong vào phòng ngủ của cô. Chuyện đoàn văn. Anh Diệp, mời vào. Hai má tiêu sắc đỏ bừng, lộ ra vẻ quyến rũ. Chân phải Diệp vô phong vừa bước vào lại lập tức rụt lại, ngượng ngùng nói, ừm, tuy là chị đại, nhưng dù sao vẫn là phòng riêng của mỹ nữ. Phòng ốc sạch sẽ, lại thơm tho như vậy, chân tôi dính bùn đất nên không dám tùy tiện bước vào. Tiêu sắc vốn dĩ được khen ngợi thì đang mở cờ trong bụng, nghe được nửa câu sau của anh, không kìm được mà vươn tay nắm lấy cánh tay anh, trách cứ ôi, anh Diệp đúng là biết cách trêu chọc người ta. Anh mau vào đi, nếu cứ trần chờ, để cho nhiều nhân viên nhìn thấy thì không tốt đâu. Nói xong, cô ta kéo Diệp vô phong vào phòng ngủ rồi đóng cửa dầm một cái. Diệp vô phong nhanh chóng rút cánh tay ra khỏi tay cô ta, Ngồi xuống chiếc ghế đầu trước bàn trà nhỏ trong phòng ngủ. Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Sắc lóe lên, cô ta thản nhiên đi tới trước bàn trà nhỏ, cầm ấm trà lên rồi rót một tách cho Diệp Vô Phong, "Tôi vừa mới pha. Nhiệt độ vừa chuẩn, nào, uống đi." Vừa nói, cô ta vừa đưa tay định cầm tách trà đưa cho Diệp Vô Phong, đúng lúc Diệp Vô Phong cũng vươn tay ra cầm tách trà. Tiêu Sắc liền nắm lấy tay Diệp Vô Phong, cùng nhau cầm chén trà lên. Tim Tiêu Sắc đập loạn xạ, cô ta vô cùng căng thẳng. Nhưng cô ta không buông tay Diệp Vô Phong ra mà là ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của Diệp Vô Phong. Đương nhiên, Diệp Vô Phong biết cô ta đang nghĩ gì, anh nhanh chóng rút tay về, nói với vẻ mất tự nhiên, "Tiêu Sắc, rốt cuộc cô muốn nói gì?" Tiêu Sắc thu tay lại, cụp mắt xuống, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó chậm rãi nói, "Anh Diệp, cảm ơn anh đã báo thù cho nhà họ Tiêu của tôi và giết ba người con trai của Mộ Dung Hào Giang." Dứt lời, tiêu sắc cúi người thật sâu với Diệp Vô Phong, tuy nhiên, tình hình ở Hoa Hải đã dần ổn định. Anh yêu cầu tôi tiếp quản toàn bộ địa bàn của gia tộc Mộ Dung, hiện đã đổi tên thành tập đoàn Hoa Cường. Sau đó thì sao? Anh sẽ cùng Lâm Thư Âm ở lại Hoa Hải sao? Anh sẽ rời khỏi Hoa Hải phải không? Đôi mắt xinh đẹp của cô ta dâng lên nước mắt óng ánh, anh yên tâm vứt bỏ chúng tôi ở Hoa Hải sao? Không, Thư Âm sẽ không ở lại Hoa Hải, mà Hoa Hải chẳng phải là quê hương của cô sao? là chị đại của Hồng Bang, tương lai có thể hô mưa gọi gió ở Hoa Hải trở thành người hùng một phương không tốt sao? Diệp vô phong uống hết trà rồi đặt tách xuống. Tiêu sắc liền giúp anh rót trà. Đúng, anh Diệp, điều anh nói đều là cuộc sống tươi đẹp nhất trong mắt người thường. Nhưng anh đã từng nghĩ đến chưa? Cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì Tiêu sắc cũng chỉ là phụ nữ. Tôi cũng có tâm lý ỉ lại rất mạnh từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi anh đã trở thành người tôi muốn ỉ lại và anh thực sự đã không để tôi thất vọng ngoặc kép hai tay cô ta cầm tách trà tiến lên một bước tư thế vô cùng cung kính dâng tách trà lên quá đỉnh đầu anh diệp mời anh uống trà à đừng khách sáo như vậy diệp vô phong vội vàng nhận lấy tách trà hai ngón tay chạm vào nhau tiêu sắc như bị điện giật cả người cứng đờ diệp vô phong vội vàng đưa tách trà lên môi để che lấp đi sự ngượng ngùng giữa hai người tiêu sắc đột nhiên nói tôi biết anh chuẩn bị rời đi em thật sự không muốn anh đi anh diệp anh có thể cho phép tôi ôm anh một cái được không ừm um, cái này diệp vô phong do dự một chút tiêu sắc mạnh mẽ tiến lên một bước trực tiếp ôm lấy cái eo rắn chắc của diệp vô phong thân thể mềm mại thơm tho rán chặt vào anh dường như sợ diệp vô phong sẽ bỏ chạy diệp vô phong biết rằng tiêu sắc yêu anh nhưng anh đã có lâm thư âm mối quan hệ lén lút với Bạch Tinh Đồng đã khiến anh cảm thấy rất có lỗi với Lâm Thư Âm. Cho nên, mặc dù bị tiêu sắc ôm rất chặt nhưng hai tay anh không hề ôm lại mà chỉ buông thóng. Tôi thật sự khiến anh chán ghét đến vậy sao? Tiêu sắc khóc như mưa, xinh đẹp mà đáng thương, thậm chí chỉ một cái thôi anh cũng không muốn ôm tôi sao? À, đương nhiên, Diệp Vô Phong không thể coi là ghét bỏ tiêu sắc. Đối mặt với một tiêu sắc nhiệt tình và chủ động như vậy, Diệp Vô Phong thực sự không đành lòng tổn thương cô ta. Vì vậy, anh khẽ ôm bả vai cô ta một cái tượng trưng. Hôn tôi được không, để cho tôi có một kỷ niệm đẹp nhất mà lưu giữ lại. Tiêu sắc ngước khuôn mặt đấm lệ lên, nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, kiếng chân, đưa đôi môi thơm ngắt lên. Một cảm giác quyến luyến khó nói thành lời. Diệp vô phong cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, nhưng cổ họng đã khô khốc, không nhịn được mà cúi đầu xuống. Audio điện tử võ tấn bền chương 331, tuân thủ luật pháp. Cạch cạch, cánh cửa bị đẩy ra, giọng nói của Bạch Nhạn Phi vang lên, tiêu sắc, tôi có một số tài liệu cần cô ký tên. Ừm, um, tôi không thấy gì cả, cô tiếp tục đi. Dầm, Bạch Nhạn Phi nhoáng một cái chạy ra ngoài, trong lòng thấy vô cùng hoảng hốt. Dựa lên vách tường, Bạch Nhạn Phi bối rối, bọn họ ăn nằm với nhau. Đồng thời, cô ấy cũng không ngừng tự trách tại sao mình không gõ cửa trước khi vào cơ chứ. Cành cạch, cửa phòng mở, tiêu sắc chạy ra, ngó trái ngó phải thì thấy bạch nhạn phi, bạch nhạn phi, không phải như cô nghĩ. Thật ra giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết, có con bọ bay vào mắt của anh Diệp nên anh ấy nhờ tôi lấy ra giúp. Thật đấy, à, tôi thật sự không nhìn thấy gì cả, khóc mắt của bạch nhạn phi cũng ngân ngấn nước mắt, chỉ có thể thốt ra được câu đó. Tiêu sắc kéo bạch nhạn phi vào trong phòng, lúc này tiêu sắc đã khôi phục lại thái độ bình thường, anh Diệp, tự anh nói đi khi nãy có con bọ bay vào trong mắt anh phải không em chỉ đang giúp anh lấy nó ra mà thôi đúng chứ à đúng đúng người đẹp giải thích như vậy thì anh còn nói được gì đây bạch nhạn phi miến cưỡng nở nụ cười tiêu sắc cô lo lắng như vậy làm gì thật sự là tôi không nhìn thấy gì mà hơn nữa dù cho giữa hai người có xảy ra chuyện gì thì sao chứ mọi người lớn cả rồi chính mình chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đã làm là được rồi Tiêu Sắc giật mình, "Ừ, đúng đúng." Giọng điệu này rõ ràng là hoàn toàn giống như giọng điệu của Diệp Vô Phong khi nãy. Tiêu Sắc cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo bèn hỏi, "Nhạn Phi, vừa nãy cô nói có chuyện gì mà, phải không?" Bạch Nhạn Phi cũng khôi phục lại thái độ bình thường, lộ ra vẻ mặt tươi cười có chút miễn cưỡng, "Có một số tài liệu cần cô ký, nhưng mà chậm một chút cũng không sao cả." Tiêu Sắc nói, "Vậy cô với anh Diệp ngồi uống trà đi. Tôi đi ký chỗ tài liệu kia." diệp vô phong nói vậy các cô cứ làm việc đi tôi đi trước mắc kẹt giữa hai người phụ nữ bầu không khí lúng túng như vậy vẫn nên chạy đi thì tốt hơn ký xong tài liệu tiêu sắc đưa ra nhạn phi tôi ký xong rồi khi nãy ngoặc kép bạch nhạn phi lập tức ngắt lời cô tôi không biết gì cả không biết gì cả tiêu sắc cô không cần giải thích với tôi tôi sẽ không nói với ai hết cô ấy nhận lấy chỗ tài liệu kia thở dài thật ra Tôi vốn thích Diệp Vô Phong, chỉ là không dũng cảm được như cô, có vẻ anh ấy cũng không có tình cảm gì với tôi. Tiêu Sắc bật cười, "Nhạn Phi, thời đại bây giờ đã khác xưa, đàn ông ngại ngùng như vậy thì phụ nữ chúng ta phải chủ động một chút." Bạch Nhạn Phi thở dài, "Chỉ có điều, dường như anh ấy đối với Lâm Thư Âm trước sau như một." "Tiêu Sắc, dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của anh ấy. Dù cho chỉ có thể chiếm được thân xác mà không phải trái tim của anh ấy, tôi cũng cam lòng." Bạch Nhạn Phi ôm lấy cô, nói, đâu phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng tên này giữ mình rất kỹ, đâu có dễ bị lừa như vậy. Hay là chúng ta, không biết tiêu sắc và Bạch Nhạn Phi đang bí mật bày mưu tính kế gì đây? Dạng sáng hôm sau, Diệp vô phong gọi Tiết Phi đến để đi bệnh viện thăm Lâm Tiểu Lương. Anh Diệp, sao anh lại tới đây? Lâm Tiểu Lương vừa trông thấy Diệp vô phong liền vội vàng định xuống giường. Đừng cử động, Tiểu Lương, chân anh đang bị thương chưa thể cử động được đâu diệp vô phong nhanh chóng tiến lên hai bước ấn lâm tiểu lương xuống trong mắt lâm tiểu lương dâng lên dòng lệ nóng anh diệp cái mạng này của tiểu lương là do anh cứu cho dù có nói cảm ơn cũng không đủ với ơn này anh diệp tôi xin dâng cả tính mệnh này cho anh tiết phi gật đầu cười tiểu lương anh còn không biết đâu đêm đó vì cứu anh mà anh diệp đã xông vào tiềm long kiếm vung đao giết người Chúng tôi giết người phải gọi là thỏa sức. Tổng cộng giết chết 10 ông đạo sĩ, còn giết chết cả mộ Dung Trí. Trận chiến đó đã thanh lọc và gây chấn động cả cái Hoa Hải. Lâm Tiểu Lương cảm động nhìn Diệp Vô Phong, những chuyện khác, các anh em cũng đã nói với tôi. Bọn họ nói, đêm đó, anh Diệp giống như thần tiên hạ phàm, gặp đâu giết đó. Nói tới đây, nước mắt Lâm Tiểu Lương trào ra, anh Diệp, cái mạng hèn này của Tiểu Lương, làm sao có thể đáng giá để anh phải phạm pháp cơ chứ? Nghe nói anh còn bị cảnh sát bắt tại chỗ, Lâm Tiểu Lương tôi thật hận không thể tự sát để đền tội. Diệp Vô Phong vỗ đầu anh ta, nói linh tinh cái gì đó. Chẳng phải tôi đây vẫn nguyên vẹn ra ngoài hay sao? Lâm Tiểu Lương vỗ gáy mỉm cười, "Ừ, anh Diệp lợi hại nhất, trong mắt tôi, anh chính là một vị thần, cảnh sát cũng không dám làm gì anh ha ha." Diệp Vô Phong cười ha ha, "Lâm Tiểu Lương, tôi không ngờ tên nhóc anh cũng giỏi nịnh hót đó." Có điều câu nịnh hót này hơi quá đà rồi, tôi chỉ là người phàm tục mà thôi, thần thánh gì chứ." Lâm Tiểu Lương lúng túng nói, "Anh Diệp, tôi nói thật mà." "Đâu có nịnh hót gì." Diệp Vô Phong cười, "Đây chính là nịnh hót ở mức độ cao nhất." Tới nỗi làm người ta nghe thấy rất chân thành. Lâm Tiểu Lương mấp máy môi, Diệp Vô Phong nói, "Được rồi. Tôi chỉ đùa chút thôi. Tiểu Lương, dưỡng thương cho tốt, sau khi xuất viện thì hãy sống thật tốt." sau này hãy cố gắng trở thành một lãnh đạo tầm trung hợp cách, không nên suốt ngày chỉ nghĩ đến chém giết như vậy. Vâng, anh Diệp, Lâm Tiểu Lương tôi cả đời này đều nghe theo anh. À, không được chém giết sao? Vậy thì võ công của tôi chẳng phải là bỏ phí sao? Lâm Tiểu Lương nghi hoặc. Diệp vô phong trở nên nghiêm túc, nhớ sau này phải tuân thủ pháp luật. Tôi đi đây, vâng. Anh Diệp, để tôi tiện anh. Lâm Tiểu Lương cửa quậy, diệp vô phong liền trừng mắt với anh ta dưỡng thương cho tốt đi đừng náo loạn tới tận lúc diệp vô phong đã đi ra ngoài lâm tiểu lương vẫn còn lẩm bẩm tuân thủ pháp luật anh diệp còn không tuân thủ pháp luật cớ gì tôi phải tuân thủ pháp luật chứ nhưng rồi lại lắc đầu dù sao thì anh diệp nói gì mình cũng phải nghe theo cùng lắm thì tuân thủ pháp luật thôi bởi vì đối với diệp vô phong toàn là cảm kích và sùng bái nên về sau lâm tiểu lương trở thành một người tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt đương nhiên chuyện đó sẽ nói sau tiêu sắc cùng bạch nhạn phi vô cùng bận rộn với chuyện thành lập đại hội của tập đoàn hoa cường cần phải sắp xếp bố trí hội trường mời khách thật sự rất nhiều việc cuối cùng cũng đến tết nguyên đán ba người lâm thư âm đến hội trường từ sớm hội trường được trang trí bằng những giải lụa nhiều màu sắc những bức tranh chữ viết cũng được treo lên nhân viên của công ty hoa cường đám người cấp dưới của tiêu sắc cùng quản lý của các khu giải trí khác cũng tụ tập tại đây thế nhưng diệp vô phong không có mặt mà đứng ở phía sau hậu trường bí thư kỳ đích thân ra mặt đương nhiên là ông ta ngồi ở vị trí đầu của hàng khách quý nhờ có sự xuất hiện của bí thư kỳ mà không khí buổi lễ thành lập đại hội của tập đoàn hoa cường trở nên trang trọng hơn hẳn ngay cả dòng họ mộ dung cũng cử người tới đây tham dự đài truyền hình hoa hải ghi lại toàn bộ quá trình buổi lễ phải nói rằng điểm sáng nhất của toàn bộ buổi lễ chính là ba vị mỹ nữ tổng giám đốc cả ba người này không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn có khí chất siêu phàm nhất là bạch nhạn phi dưới tư cách người chủ trì càng lộ vẻ phóng khoáng thu hút hơn nửa ánh mắt của đàn ông trong hội trường trong lúc bí thư kỳ đọc diễn văn đám người ở dưới bỗng trở nên náo loạn giết người có kẻ giết người ầm ầm đám người giạt hết ra xung quanh để lại một khoảng trống chính giữa khoảng trống đó là một người đàn ông có thể thấy rõ ràng là anh ta đã bị dao đâm một nhát ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Còn một kẻ thì đang vung vẩy con dao phay trên tay, uy hiếp một nhân viên nữ của Hoa Cường, điên cuồng mà cười lớn. Chương 332: Khống chế tội phạm. Sao lại như thế? Bí thư Kỳ đang hăng hái nói chuyện, không nhịn được nói to, "Bảo vệ đâu? Hiện trường đã xảy ra chuyện gì? Tránh hết ra, tránh ra, để chúng tôi đi qua." Tiêu Ngưu Nhi và Tiết Phi, Mã Vũ Hàn Kỳ trong đám đông đi về phía người đàn ông đang cầm dao. Khi bốn người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở trước mặt người đó, phát hiện thấy người này vô cùng điên cuồng, tao kiểu gì cũng giết người, chúng mày đừng có qua đây. Thả tao đi, nếu không thì tao giết cô ta. Cô gái đang bị uy hiếp bị dọa tới mặt biến sắc, cả người phát run, hoàn toàn không có sức lực chống chịu, dường như đến cả ý thức cũng không còn, thậm chí còn không hét lên được. Thằng bảo vệ, lùi lại ngay. Tên tội phạm cầm dao hét lên, lưỡi dao xuyên vào cổ họng nhân viên nữ kia, cũng đã chảy ra máu, tình hình vô cùng nguy kịch. Cảnh sát, cảnh sát đâu, nhất định phải bảo vệ con tin, nhất định phải bảo đảm an toàn cho con tin. Bí thư Kỳ sốt sáng hét lên qua micro, người đang cầm dao kia, anh nghe tôi nói, tôi là Hoa Hải Sao Sao, chỉ cần anh thả dao xuống, mọi chuyện đều có thể thương lượng, nếu không, anh sẽ tự mình chuốc lấy cái chết. Mọi người trong hiện trường hỗn loạn, đều tránh xa người đàn ông đang cầm dao hết mức. Gần với chỗ người cầm dao nhất trừ đám 4 người Tiêu Ngưu Nhi, sau đó là bảo vệ của Hoa Cường, khoảng tầm 40 người, tuy là bọn họ bao vây kín người cầm dao kia, nhưng khổ vì không có súng nên cũng không dám tự ý đến gần. Bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, cảnh sát ở bên ngoài đám đông vẫn chưa thể chen lên được. Có vài vị cảnh sát chạy đến chỗ bí thư kỳ, cảnh giác nhìn hướng có tên tội phạm đang cầm dao giống như sợ rằng tên tội phạm kia sẽ cầm dao lao về phía này, làm thương bí thư kỳ. Bí thư kỳ phẫn nộ, các anh bảo vệ tôi làm cái gì, đi bắt tội phạm chứ. Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường khoảng hơn trăm người, nhưng mà lực lượng cảnh sát căn bản không có tay bắn tỉa, phải tạm thời điều tay bắn tỉa từ đội cảnh sát đặc nhiệm qua đây. Thả cô gái đó ra, tôi đến thay thế, được không? Tiêu Nghiêu Nhi cố tỏ ra yếu đuối, các anh trai, các anh to bằng chừng này rồi, còn uy hiếp một cô gái, có thấy mất mặt không? Tiêu Nghiu Nhi ra tín hiệu mắt với Tiết Phi, ý là tôi thu hút chú ý của anh ta, cậu nghĩ cách xông lên cứu người. Tiết Phi biết ý, từ một hướng khác chuẩn bị tiếp cận tên tội phạm. Lùi lại, tên tội phạm kia quả nhiên vô cùng cảnh giác, lôi nhân viên nữ kia lùi lại hai bước, chừng mắt với Tiết Phi, mày lùi lại cho tao. Nếu không tao cứ cổ cô ta. Dừng tay, tiêu sắc từ đám đông đi ra, Đi về hướng tội phạm, anh thả cô ta ra, tôi làm con tin của cho anh. Tên tội phạm nhìn qua tiêu sắc cả người mặc lễ phục, không những xinh đẹp, khí chất tốt, cơ thể vô cùng tuyệt, tên tội phạm kia không tự chủ cười, a ha. Vừa nhìn đã biết cô là người có thân phận, được thôi, cô qua đây, tôi lập tức thả người. Tiêu nghiêu nhi lo lắng, chị, cẩn thận chút. Tiêu sắc ung dung cười, thân là tổng giám đốc điều hành công ty, khi nhân viên gặp chuyện đương nhiên bản thân phải là người đứng ra đầu tiên tốt những bảo vệ của hoa cường đang đứng xung quanh nghe đến những lời này của tiêu sắc không nhịn được ca ngợi cô ta tên tội phạm nói để hai tay cô lộ ra ngoài để tôi nhìn kỹ xem nào tiêu sắc thò ra ngón tay mảnh khảnh của mình cho tên tội phạm xem tôi không có vũ khí anh yên tâm đi tên tội phạm trừng mắt nhìn tiêu nghiêu nhi tên này lùi xa ra chút tiêu nghiêu nhi liên tục xua tay các anh trai đừng kích động tôi lùi ra xa là được rồi chứ gì nhìn thấy tiêu nghiêu nhi lùi lại, trong lòng tên tội phạm kia mới ổn định lại được một chút, nhưng cũng thận trọng nhìn tiêu sắc đang đến gần, hai tay nắm lại. Đừng có làm bừa, từ từ đi qua đây. Tiêu sắc bình tĩnh gật đầu, không phải tôi vẫn luôn nắm tay đó sao? Anh không được làm hại nhân viên của tôi, nếu không tôi không tha cho anh. Tên tội phạm hừ nói, mày không tha cho tao, tao khinh, tí nữa chuẩn bị cho tao một chiếc xe, tao sẽ rời khỏi hoa cường. Tiêu sắc mỉm cười, Thế giới rộng lớn, anh chẳng chạy được đi đâu cả. Anh nên nghe tôi khuyên, đến cục công an đầu thú đi." Tên tội phạm kia tức giận quát, nói láo, "Mày thành thật cho tao, đến sát gần đây, nếu không tao sẽ không thả người." Đúng lúc này nhân viên nữ kia mới lên tiếng, cuối cùng cũng có phản ứng, vội vã nói, "Tổng tổng giám đốc Tiêu, cô đừng qua đây." "Đừng quan tâm tôi, cảm ơn cô." Tiêu Sắc nói, "Lý Tiểu Hương, chỉ cần anh ta thả cô ra, cô phải lập tức chạy đi." nhanh chóng xử lý vết thương hiểu chưa nhân viên nữ kia là lý tiểu hương khóc nói tổng giám đốc tiêu tính mạng của cô vô cùng đắt giá không thể đổi với tôi được đâu cu uh hu tên phạm tôi vừa nghe tiêu sắc là tổng giám đốc liền tình nguyện cháo đổi con tin mày nhanh qua đây vâng tiêu sắc thể hiện sự ngoan ngoãn đến bên cạnh tên tội phạm làm bộ dạng không phòng vệ anh thả người đi quả nhiên tên tội phạm thả lý tiểu hương ra tiêu sắc hét lớn tiểu hương chạy nhanh. Tên tội phạm cảm thấy tình huống có chút mất kiểm soát, vươn tay ra kéo tiêu sắc. Kết quả tiêu sắc dùng một sợi chỉ vàng quấn quanh tay, linh hoạt khống chế tên tội phạm, tay nắm thành quyền đấm vào ngực sau, tên tội phạm nằm sóng xoài dưới đất. Cảnh sát đâu, nhanh chóng anh ta đi, bác sĩ đâu, nhanh đến cứu người, người bị cứa cổ đã bị mất máu, rơi vào hôn mê. Khoảnh khắc tiêu sắc tóm tên tội phạm, vô cùng ngầu. Những người đứng xung quanh, nhân viên Hoa Cường, thuộc hạ của Tiêu Sắc cùng những nhà kinh doanh, chính trị tham gia vào đại hội, cùng nhau vỗ tay khen ngợi Tiêu Sắc. Tôi là bác sĩ, một người phụ nữ trẻ tuổi từ đang đông lập tức đến gần người bị dao làm thương kia, kiểm tra một lúc rồi nói, cô ấy cần truyền máu ngay lập tức, ai là nhóm máu O? Lúc này mọi người khiêng người bị thương lên cáng, đưa đến phòng y tế Hoa Cường, tiến hành cấp cứu lâm thư âm cầm lên micro nói to tội phạm đã được tiêu sắc khống chế mọi người không cần hoảng loạn tự làm việc của mỗi người đặc biệt là bảo vệ hoa cường phụ trách dọn dẹp hiện trường đại hội thành lập của chúng ta tiếp tục tiến hành bí thư kỳ đối với thái độ không hoảng loạn trước nguy hiểm của lâm thư âm và tiêu sắc vô cùng bái phục không nhịn được cảm thán nói quả nhiên nữ anh hùng không thua kém cánh đàn ông giám đốc lâm tập đoàn hoa cường các cô nhất định có thể bay cao lâm thư âm mỉm cười Bí thư Kỳ quá lời rồi, nhân viên Hoa Cường đã đối phó với trường hợp thế này nhiều lần rồi, cũng ngày càng thành thạo hơn. Bí thư Kỳ than thở nói, Tổng giám đốc Lâm, cô đang trách tôi sao? Ý cô là an ninh trật tự của Hoa Hải không ra làm sao? Lâm thư âm lắc đầu, bí thư Kỳ nói gì vậy? Ông có thể đến tham gia đại hội thành lập của tập đoàn Hoa Cường, tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Cô ấy nói to vào micro, bí thư Kỳ, diễn thuyết vừa rồi của ông đã bị tên tội phạm làm gián đoạn. Bây giờ mời ông tiếp tục. Được, bí thư Kỳ dứt khoát đứng đài chủ tịch, cầm lấy micro, có chuyện kích động nói, hôm nay, lần đại hội thành lập này của chúng ta, xuất hiện một chuyện ngoài lề, nhưng từ quản lý cấp cao của công ty Hoa Cường, tư thế bình tĩnh xử lý tình huống khẩn cấp, tôi nhìn thấy hy vọng của tập đoàn Hoa Cường. Ngay ở đây, tôi chúc cho hoạt động kinh doanh của Hoa Cường ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục đạt được những tiến bộ hơn nữa. Chương 333, dỡ hàng bạo lực Tất cả nhân viên của tập đoàn Hoa Cường đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tiêu sắc đối với vị tổng giám đốc tuyệt đẹp này bằng tất cả sự kính trọng. Tổng giám đốc tiêu, cô giỏi quá. Tổng giám đốc tiêu, bước đi này của cô quá ngầu luôn. Tổng giám đốc tiêu, dành thời gian ra dạy chúng tôi luyện công có được không? Tổng giám đốc tiêu, cô là thần tượng của tôi. Tổng giám đốc tiêu, cô là nữ thần của tôi. Mộ dung nhân tận mắt thấy tiêu sắc ra tay, biết phó công của tiêu sắc cũng tầm cỡ mình nhưng đối với sự dũng cảm của phụ nữ hoa hải này cũng xem như trong lòng bước đầu công nhận vết thương trên cổ của lý tiểu hương vốn dĩ không sâu băng bó đơn giản để cầm máu là được không có quá nghiêm trọng trên cổ cô ta quấn lấp phải nhẹ nhàng đến gần tiêu sắc dứt khoát quỳ xuống tổng giám đốc tiêu cảm ơn ân cứu mạng của cô tiêu sắc vội vàng đỡ cô ta dậy lý tiểu hương cô đừng có như vậy xung quanh có bao nhiêu là người đang nhìn như thế này không được tốt cho lắm. Bí thư Kỳ còn đang phát biểu, không nên làm phiền đến bí thư Kỳ phát biểu. Vâng, Lý Tiểu Hương thành thật gật đầu, tổng giám đốc Tiêu, tôi sau này sẽ cố gắng hết sức mình cho công việc, báo đáp ơn cứu mạng của cô. Tiêu Sắc mỉm cười, đừng có nhắc đến ơn cứu mạng gì cả, cả tập đoàn Hoa Cường chúng ta sau này sẽ là một gia đình. Lý Tiểu Hương, cô vẫn nên nghỉ ngơi trước, công việc để sau. Lý Tiểu Hương nói, vết thương của tôi không sao rồi có thể làm việc, Tổng Giám Đốc Tiêu cứ yên tâm. Trải qua sự việc ngày hôm nay, không những không làm đảo loạn đại hội thành lập của tập đoàn công ty Hoa Cường, mà còn khiến cho uy tín của tiêu sắc cao hơn. Diệp vô phong trên tầng tổng bộ của Hoa Cường, nhìn mọi chuyện thông qua giám sát, anh tin rằng tiêu sắc và những người khác có thể xử lý được, vì vậy anh không cần lộ diện. Đột nhiên Diệp vô phong nhận được cuộc gọi của Du Kinh Hồng, Diệp vô phong, anh lập tức tới số 116, đường Tân Phổ, cảng cũ của Hoa Hải, có nhiệm vụ gấp. Nhiệm vụ gì, Diệp Vô Phong có chút khó hiểu. Anh đến sẽ biết, Du Kinh Hồng nói xong dập luôn điện thoại. Diệp Vô Phong có chút buồn bực, nhiệm vụ gấp gì chứ? Suốt cuộc là muốn mình qua đó kiểu gì? Có cần mang theo súng hay không? Cô phải nói rõ ra chứ. Diệp Vô Phong lập tức xuống lầu, lái một con Santana màu đen bình thường, trực tiếp sử dụng điện thoại điều khiển, đi về hướng mục tiêu mà Du Kinh Hồng nói. Số 116, đường Tân Phổ, cảng cũ Hoa Hải lại là một cái sân nhỏ, bên trong có ít nhất vài căn nhà. Diệp Vô Phong vừa đi vào, nhìn thấy Du Kinh Hồng mặc một bộ quần áo của phụ nữ nông thôn, anh không tự chủ kinh ngạc: "Sĩ quan Du, cô đây là... Không phải muốn diễn kịch chứ?" Du Kinh Hồng nói: "Tôi nhận được tình báo, đảo quốc có một tiểu đội đặc nhiệm, tối nay chuẩn bị đột kích tân cảng, phá hủy công trình xây dựng lại của cửa cảng chúng ta, với lại bọn chúng đang trốn không xa đây." "Hả?" hai chúng ta, tận dụng ban đêm, xử lý bọn chúng. Diệp vô phong lấy lại tinh thần, đối phương trang bị thế nào? Du Kinh Hồng nói, trước mắt là tôi biết, đối phương có ít nhất 20 người, toàn bộ đều là cao thủ đặc công, ưu tú trong ưu tú, vũ khí kết hợp đầy đủ, còn có cả một lượng thuốc nổ đáng kể, sẵn sàng cho nổ tân cảng, làm thành một vụ khổng bố lớn. Diệp vô phong trao mày, lũ quỷ đảo quốc cũng quá đáng ghét rồi. Nhưng dựa vào hai chúng ta, chỉ sợ khó để giết hết. Nhớ để lọt lưới tên nào, Tân Cảng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Vô Phong đương nhiên là muốn bảo vệ Tân Cảng, vì nơi đây là tâm huyết của Lâm Thư Âm, đồng thời cũng là công trình của thành phố Hoa Hải, nó đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa khổng lồ trong tương lai, từ góc độ của cả Trung Hoa, nó cũng ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Du Kinh Hồng than thở, nhưng tôi không còn thời gian nữa. Tối nay bọn chúng sẽ hành động, chúng ta bắt buộc trước khi trời tối, tiêu diệt hết bọn chúng. Diệp Vô Phong nói, vài người của Long Môn đúng lúc đang ở Hoa Hải, tôi gọi bọn họ qua. Hả, vậy tốt quá, chiến sĩ Long Môn của anh nhất định toàn cao thủ đúng không? Du Kinh Hồng vui mừng, nếu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này lần, tôi sẽ giúp anh ghi công. Khủ khủ, ghi công hay không ghi công không quan trọng, chủ yếu là tôi vô cùng căm ghét lũ quỷ đảo quốc, nếu đã biết bọn chúng đến chỗ chúng ta gây phiền phức, nhất định sẽ giết hết bọn chúng. Diệp vô phong lập tức gọi điện cho đường trảm. Cái gì? Muốn tiêu diệt 20 quỷ đảo quốc? Vậy thì quá tốt, bên em đang có 6 người, đảm bảo một người có thể đánh được 5 người. Ha ha, nói rõ địa chỉ, chúng em sẽ mang vũ khí tốt đến. Đường Trảm quả là phần tử tốt trên chiến trường, vừa nghe được tin, đã lập tức đồng ý qua. Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Vô Phong nói, người anh em Đường Trảm của tôi, đem đến 6 cao thủ của Long môn, rất nhanh đến đây tiếp viện, cộng thêm hai người chúng ta, tổng cộng có 7 người chắc là đã đủ để tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ đảo quốc. Rất tốt, trang bị vũ khí của quân khu cũng nhanh chóng đến được đây." Du Kinh Hồng gật đầu. Diệp Vô Phong nói, "Sao cô không để chiến đội đặc nhiệm của quân khi tham gia trận đấu lần này?" Du Kinh Hồng cười khổ lắc đầu, tố chất những thành viên của chiến đội đặc nhiệm quân khu quá tệ, đối phó với chiến đội đặc nhiệm của Watanabe Oniyu không khác gì đi tìm cái chết. Đáng tiếc Hồng Thuẫn của tôi vẫn còn bên nước ngoài thi hành nhiệm vụ, không kịp quay về nếu không thì cũng không cần đến Diệp Tư lệnh giúp đỡ. Watanabe Onio, hóa ra là anh ta. Diệp vô phong kinh ngạc, anh ta là một tay xuất sắc của quân đội hải đảo, chiến đội anh ta đào tạo ra vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Mà bản thân anh ta nhẫn hoàng, với phẩm chất quân sự xuất sắc, cũng có thể được xếp vào top 50 trở nên trong bảng xếp hạng lực lượng đặc biệt của thế giới. Sợ rồi, Du Kinh Hồng khích tướng nói, Diệp Vô Phong nói, tuy tôi và Watanabe Onio chưa từng gặp mặt chào hỏi, nhưng đều biết đối phương là ai. Cho là anh ta có lợi hại đi chăng nữa, còn chưa đáng để Diệp Vô Phong tôi có tư cách sợ. Ừ, tư lệnh Diệp, tôi thích nhất là bộ dạng gái to của anh như này." Du Kinh Hồng cười hớn hở. Diệp Vô Phong đáp lại, thích khách Trung Hoa thì ra đẹp thế này." Du Kinh Hồng lạnh mặt, anh không phát hiện từ trước sao?" Diệp Vô Phong nói, lúc trước tôi chỉ biết Du Kinh Hồng là một hổ cái siêu cấp. Ngứa đòn, Du Kinh Hồng bay người qua, giơ chân đạp. Diệp vô phong linh hoạt nâng đầu gối lên chống cự, đúng lúc tiếng của một xe tải thùng bạt lớn được ngụy trang thành xe tải chuyên dụng dừng trước sân. Hai người lập tức dừng tay, cùng nhau đi ra ngoài sân. Báo cáo sĩ quan Du, chúng tôi mang vũ khí đến theo yêu cầu của cô, mời cô kiểm tra một chút. Nhanh đi vào, ai là sĩ quan của các anh, vẫn cứ ngu ngốc. Du kinh hồng phẫn nộ, không nhẽ các anh không có thưởng phục sao? Ơ, ờ, xin lỗi sĩ quan Du, tôi sai rồi. Người kia nhanh chóng bay vào sân, đứng sau một bên. Diệp Vô Phong nhảy lên buồng điều khiển, cho xe vừa chỗ khuất sau bức tường, sau đó lại nhảy lên xe tải, lấy vũ khí bên trong ra, từ trên tường vứt vũ khí vào trong sân. Nhìn từ xa, trông Diệp Vô Phong giống như công nhân đang dỡ hàng, chỉ là thái độ dỡ hàng có chút bạo lực. Thượng úy như muốn ói máu khi nhìn thấy Diệp Vô Phong dỡ đống vũ khí cao cấp, không thể trân trọng một chút được sao? Nhưng ông ta cũng biết, cách Diệp Vô Phong dỡ hàng thế này mới không thu hút sự chú ý của người khác. Chương 334: Kế hoạch chiến đấu. Du Kinh Hồng kiểm kê xong, tự tay ký nhận, sau đó nói với vị sĩ quan thượng úy kia, xin mời mọi người về cho. Còn cậu cần cởi cái áo sơ mi ra, cởi bỏ thường phục bên ngoài. Vâng vị thượng úy kia vội vàng nghiêm mình cúi chào sau khi làm xong mới nhanh chóng đi ra ngoài sân lái xe rời đi chiếc xe tải vừa rời đi thì có hai chiếc land rover ẩm ẩm đi tới cửa xe vừa mở bảy người mặc quần áo bình thường một người thong dong chậm rãi bước xuống xe đó chính là người đứng đầu đường chạm ánh mắt du kinh hồng lạnh nhạt nhìn về phía diệp vô phong thấy anh không có bất kỳ động tĩnh gì đã biết đó là người của mình rồi ơi đại ca đây là mỹ nữ anh mới săn được sao? Nhìn thấy Du Kinh Hồng trang điểm như người phụ nữ trong thôn, đường chảm chớp chấp mắt, phỏng đoán. Đừng có quẩy, đây là Du Kinh Hồng, sát thủ của Trung Hoa Đại Lục. Diệp vô phong nhanh chóng nhắc nhở. Ồ, đường chảm khá là bất ngờ, cô ta, không phải luôn luôn tìm cách trả thù anh sao? Bây giờ sao lại hợp tác với nhau vậy? Đây là đường chảm, một trong tứ đại thiên vương của Long Môn sao? thì ra lại là một người lỗ mãng như vậy à. Du Kinh Hồng mặc dù không quen biết đường Trạm nhưng căn cứ vào tình hình của Long Môn mà cô ta nắm được, liên tưởng một chút, đã đoán ra ngay. Đường chảm cười hì hì, thích khách nguyệt hạ, không ngờ lại là một mỹ nhân. Nhưng nếu như cô làm chị dâu tôi, tôi chắc chắn sẽ không phản đối. Sắc mặt Du Kinh Hồng trầm xuống, đường chảm, không được nói chủ đề này nữa. Nếu không, tôi lập tức sẽ đánh anh một trận. Trời ơi! quả nhiên là cọp cái. Đường chảm thấy Du Kinh Hồng tức giận, lại cảm thấy dưới chân có gió lạnh thổi qua, liền trốn sau người Diệp Vô Phong, còn nháy mắt với Du Kinh Hồng. Anh ta đem theo sáu người anh em, nhìn thấy vô thần lực nhà mình biến thành trẻ con, cũng không dám cười. Nhưng bọn họ cũng biết là đường chảm chỉ có lúc ở trước mặt Diệp Vô Phong, mới thẳng thắn như vậy. Du Kinh Hồng cũng cảm thấy như vậy, sáu người anh em mà đường chảm mang theo, mỗi một người đều là cao thủ chiến đấu cực đỉnh, từ trong ánh mắt và khí thế của bọn họ thì có thể nhận ra điều đó. Hơn nữa kinh nghiệm của bọn họ cực kỳ phong phú, lúc ở bên ngoài, cố ý đi chậm lại, giống như người bình thường, nhưng vừa bước vào nhà, thân thể lập tức cực kỳ nhanh nhẹn, khí chất thuộc về chiến sĩ lập tức được toát ra ngoài. Mọi người chọn vũ khí đi, Du Kinh Hồng thấy những chiếc vali được Diệp vô phong ném vào trong sân. Wow, nhóm người của đường chảm, cuối cùng có thể ở Trung Hoa Đại Lục sử dụng vũ khí thỏa thích rồi, ngay lập tức gieo hò chạy về phía mấy chiếc vali. Cây súng bắn tỉa này là của tôi, SV-98, cái tôi thích nhất, ai cũng đừng hòng cướp của tôi. Chỉ có súng liên thanh sao, kho đạn của quân đội kém quá đi, chẳng lẽ đến súng Gatling cũng không có. Đường chảm nhìn đống vũ khí kia, có hơi thất vọng. Diệp Vô Phong nói, chọn một cây súng phóng lựu M79 là được rồi, mang theo nhiều lựu đạn chút, gắn vào vũ khí lúc gần chiến đấu nói không chừng còn phải tác chiến với đối phương. Được rồi, đại ca, anh dùng vũ khí gì? Đường chảm chỉ súng phóng lựu M79, sách thêm vài băng đạn, còn đem theo hai cây súng lục, đồng thời mang theo thêm vài băng đạn, quanh eo còn đeo thêm 10 quả lựu đạn. Diệp vô phong nói, tôi cũng chọn súng lục thêm cả súng phóng lựu M79 là đủ rồi, tiểu yêu, tay súng bắn tỉa là cậu phải bao vây tất cả mấy tên quỷ kia, không được để sót một ai. Vâng, đại ca người tên là tiểu yêu kia, dáng người không cao không thấp, là một thanh niên trẻ có làn da trắng ngần, vừa thấy khí chất chín chắn kia, liền biết là một tay súng bắn tỉa siêu cấp. Đây là sơ đồ của khu nhà bên kia để mai phục kẻ địch, mọi người qua đây xem một chút đi. Du Kinh Hồng lấy điện thoại ra, bảo mọi người tập hợp lại với nhau, cô ta chỉ vào phía trên, ở đây là một ngọn núi, là nơi thích hợp nhất để đánh lén. Tiểu yêu, cậu cần phải cân nhắc trước địa điểm tốt để ngắm bắn, phải đem tất cả thứ che phủ căn nhà này vào trong tầm ngắm của cậu. Rõ, tiểu yêu nhanh chóng nghiêm túc trả lời, tôi sẽ vào điểm bắn tỉa trước 20 phút. Diệp vô phong nói, Watanabe Onio không phải chỉ là một nhân vật xảo quyệt bình thường sao, anh ta sẽ ở xung quanh ngôi nhà này, bố trí rất nhiều lính gác ở vị trí kín đáo. Thích khách của tôi, chịu trách nhiệm giải quyết hết những lính gác này, tiểu yêu ở vị trí ngắm bắn, có thể vào lúc thích hợp mà phối hợp với chúng ta. Tiểu yêu gật đầu, hiểu rồi. Mắt đường chảm trợn lên, đối thủ lần này, thì ra là tên nhóc Watanabe Onio. Đại ca, tối nay chúng ta sẽ tặng cho anh ta một trận chiến. Ha ha! Su Kinh Hồng lại chỉ vào một vị trí trên điện thoại, đây là cửa của khu nhà. Khi chiến đấu nổ súng ở đây, người của Watanabe Onio sẽ không trực tiếp từ cửa xông vào, rất có khả năng là sẽ dùng kế phòng thủ. Vì vậy, nếu triển khai công kích ở đây, chúng ta phải bao vây hết ngôi nhà này. Cô ta nhìn người của đường trảm, mặc dù số lượng chúng ta không nhiều, nhưng tôi tin rằng, các anh đều là những người lính kiên cường, lấy ít địch nhiều, tiêu diệt Watanabe Oniyo, cũng hoàn toàn có khả năng. Đường trảm gật đầu, đó là đương nhiên. Đúng rồi, lúc chúng ta xông vào, mỗi người cách 20 mét, bao vây căn nhà này lại, không để bất kỳ ai thoát ra ngoài. Những người khác cũng gật đầu, đường trảm lại nói, Watanabe Oniyo thường đánh úp, vì vậy chúng ta cũng cần phải đề phòng bọn họ từ bên ngoài sông vào tiểu vũ cậu là một tay súng canh cái cửa này ra cho tôi rõ tiểu vũ lấy sẵn ra súng liên thanh của mình chỉ cần từ trong đi ra tôi đảm bảo sẽ khiến người đó ít nhất cũng ăn mười mấy phát đạn sau đó đường chạm lại chọn cho mỗi người anh em tính toán vị trí chiến đấu cho bọn họ giảng giải kỹ lưỡng những vấn đề cần chú ý trong khi chiến đấu su kinh hồng kinh ngạc phát hiện đường chạm nhìn to lớn thô cạch, giống như một người đàn ông hào phóng, nhưng lúc giảng giải chiến thuật thì lại rõ ràng mạch lạc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, e rằng cũng không thua kém bản thân cô ta. Hơn nữa Diệp Vô Phong đứng bên cạnh cực kỳ khoan thai, chỉ cười cười mà nhìn đường chảm giảng giải, cũng không hề tham gia vào, giống như chức vị tư lệnh long môn của anh căn bản không liên quan gì đến chuyện quân đội. Đường chảm cuối cùng cũng giảng xong, nghiêm túc nói, mọi người đều hiểu hết rồi chứ. Hiểu rồi, sáu người anh em đồng thanh trả lời. Đường chảm nhìn về phía Diệp vô phong, đại ca, anh thấy thế nào? Không có gì bổ sung sao? Diệp vô phong nói, tôi muốn nhắc một điều là sau khi nổ súng chiến đấu, cần phải tăng cường phối hợp với nhau, đặc biệt là tay súng tiểu yêu, cần phải tùy thời cơ mà giúp đỡ anh em, nhiệm vụ này cũng không nhẹ đâu. Tiểu yêu nghiêm trọng gật đầu, đại ca yên tâm, đây cũng không phải lần đầu tiên. Diệp vô phong nhìn về Du Kinh Hồng, lát nữa tiến vào chiến đấu gian khổ, nếu như Watanabe Onio cố thủ, hai người chúng ta cứ trực tiếp xông vào, thỏa sức chém giết. Du Kinh Hồng gật đầu, được. Đường chảm nói, đại ca, tôi cũng xông vào với mọi người. Diệp vô phong nhíu mày, nghe theo mệnh lệnh. Rõ, đường chảm căn bản không dám cãi lại, kìm nén lại mà đồng ý. Du Kinh Hồng rất khó tưởng tượng ra, người quân nhân xuất sắc như đường chảm, lại có thể nghe lời phân phó của Diệp vô phong như vậy suốt cuộc diệp vô phong dựa vào cái gì mà làm được vậy? đây chẳng phải là bộ mặt của quân đội quốc gia sao? còn có thể quan hệ với trên dưới nghiêm khắc như vậy? vậy chỉ có một khả năng chính là diệp vô phong trong lúc thực chiến thực sự dựa vào bản lĩnh của bản thân xây dựng lên một sự xuất sắc tuyệt đối. ngược lại, dù kinh hồng dẫn đầu đều là quân đội của quốc gia, chiến sĩ bọn họ đương nhiên nghe theo sự chỉ huy của cô ta, mà cô ta cũng không cần phải tốn công tốn sức chứng minh bản thân với bọn họ cô ta và Diệp Vô Phong hoàn toàn không phải là cái khái niệm này. chương 335, tự tin tràn đầy. Diệp Vô Phong đột nhiên nói, sĩ quan du, lòng môn của tôi sẽ giúp người giết chết những đám quỷ hải quốc này nhưng tôi có thể nhận được lợi ích gì. Du Kinh Hồng chừng mắt nhìn anh, giết giặc vì nước mới là sứ mệnh vẻ vang của mỗi quân nhân. Nói gì đến, lợi ích. Diệp Vô Phong nói, sĩ quan du, cô nên hiểu rằng chúng tôi không phải là quân đội quốc gia cũng không phải là chiến binh có tư cách pháp nhân vì vậy nếu chúng tôi tham gia trận chiến một khi có thương vong chúng tôi thậm chí có thể không có lương hưu nếu cô không thể cho chúng tôi bất cứ thứ gì tại sao chúng tôi phải cắm đầu vào và đi theo cô một cách tuyệt vọng đường chảm biết anh là muốn lợi dụng nhưng chỉ mỉm cười không nói du kinh hồng cau mày suy nghĩ một chút nói vậy anh muốn lợi ích gì tiền hay là Diệp vô phong nói: Tôi nghĩ sĩ quan Du Du có thể cho Đường Trạm bọn họ sẽ làm thủ tục là một sĩ quan chính thức. Bằng cách này, họ sẽ có tư cách pháp nhân khi hoạt động ở Trung Hoa Đại Lục trong tương lai, không cần phải trốn tránh cảnh sát. Du Kinh Hồng trợn to hai mắt. Diệp vô phong, mấy người không phải là vũ trang phi pháp. Nếu dùng thân phận hợp pháp làm chuyện xấu, tôi làm sao có thể giải thích với quốc gia? Đường Trạm nói: Sĩ quan Du, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm chuyện xấu diệp vô phong gật đầu đúng vì tôi đã lựa chọn hợp tác với sĩ quan du nhất định sẽ không làm chuyện phi pháp chứ đừng nói là làm khó sĩ quan du du kinh hồng trừng mắt nhìn anh anh còn ít có làm khó tôi sao tuy nhiên nếu là mấy người đường chảm thì muốn có danh phận hợp pháp cũng không khó chẳng qua là anh nên hoàn thành nhiệm vụ này trước rồi hãng nói nếu để sổng mất tên quỷ nào thì chuyện này không bàn tới được rồi cứ quyết định như vậy đường chảm đập một cái bốp để sống mất tên quỷ nào, đường chảm sẽ biến mất khỏi Trung Hoa Đại Lục, không bao giờ trở lại nữa. Ừ, Du Kinh Hồng gật đầu, mặc dù chúng ta đã có kế hoạch tác chiến, nhưng chúng ta vẫn cần phải linh hoạt trong trận chiến cụ thể. Đường chảm cười, sĩ sí quan Du, cô coi chúng tôi là tân binh sao? Đừng lo lắng, những người này đều là cựu chiến binh, đừng chỉ thấy họ trẻ tuổi. Được, cứ như vậy đi, hãy kiểm tra thiết bị liên lạc và sẵn sàng lên đường. Du Kinh Hồng ra lệnh. Mặt trời ngã về tây, bầu trời nhanh chóng tối lại, chín bóng người di chuyển về hướng sân mục tiêu trong tư thế ẩn núp tất nhiên, những người phía trước đương nhiên là Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng. Đường chạm theo sát, sau khi nhìn thấy Du Kinh Hồng vác trang bị nặng mấy chục cân, anh ta không khỏi thán phục, đúng là một sát thủ Trung Hoa đại lục, cô ta thực sự có kỹ năng tốt. Xem ra cũng không kém hơn ông chủ bao nhiêu, chẳng trách ông chủ có thể đối xử bình đẳng với cô ta. Còn các chiến sĩ phía sau lưng anh ta, khi chiến đấu với tư lệnh, họ đều tự tin và phát huy hết hiệu quả tác chiến của mình. Tư lệnh Long Môn, trong số những người anh em Long Môn là một huyền thoại, một nhà lãnh đạo tinh thần và là một chiến thần. Sắc trời càng ngày càng tối, đúng là ngày thích hợp làm chuyện xấu, gió biển thổi qua, còn phảng phất có chút mặn. Cây cối dưới chân núi xào sạc, đung đưa theo làn gió biển thổi qua. Tiểu yêu đã khởi hành từ sớm, chỉ cần quan sát, đã tìm được vị trí bắn tỉa tốt nhất và leo lên đó khi Diệp Vô Phong và những người khác chỉ còn cách sân nhỏ nơi Watanabe Onio đang ẩn náu 300 mét, cuối cùng tiểu yêu cũng đến được vị trí bắn tỉa đã chọn. Nhưng, cậu ta ngay lập tức ngã xuống. May mắn thay, gió biển dữ dội đã che đậy, nếu không tung thích của tiểu yêu có lẽ đã bị bại lộ. Bởi vì, ở vị trí bắn tỉa mà tiểu yêu lựa chọn, thực sự có một người bắn tỉa. Đừng hỏi, việc này phải do Watanabe Onio sắp xếp. Tiểu yêu cười tâu tuét, nhưng không phát ra âm thanh. Rút dao găm ra, cầm nó ở tay trái, trong khi tay phải cầm một vật giống như rùi, sau đó cậu ta tiếp cận người bắn tỉa của đối phương với tốc độ rất chậm. Cậu ta rất kiên nhẫn, vì cậu ta không thể để đối phương chú ý. Đồng thời, cậu ta cũng rất nóng lòng, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ dự kiến rồi. Nếu cậu ta không thể chiếm cứ điểm bắn tỉa trong vòng 10 phút, nó sẽ mang lại nguy hiểm lớn cho cuộc tấn công của đồng đội. Ngay cả khi cậu ta chết, cậu ta phải chiếm vị trí bắn tỉa và tiêu diệt tay bắn tỉa. Vù, gió biển bất chợt thổi qua, người bắn tỉa đột ngột quay đầu lại. Hình dáng tiểu yêu đang trườn tới đột nhiên bị phát hiện, khẽ nhúc nhích. Cậu ta chỉ cách khả năng chỗ ẩn thân của tay bắn tỉa 5 mét. Bây giờ tiểu yêu không rõ nên không thể lộ ra ngoài. Người lính bắn tỉa liếc nhìn bầu trời đêm nơi có gió biển đang gào thét, cũng không phát hiện được gì, vì vậy anh ta tiếp tục quan sát hướng sân trong bằng tầm mắt của mình đột nhiên anh ta nhìn thấy một người nào đó đang tiến đến sân trong người bắn tỉa bị sốc tiếp tục quan sát cẩn thận xác nhận rằng có người đang thực sự tiếp cận khi anh ta duỗi tay ra và định bấm máy truyền tin anh ta đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó kỳ lạ cả người lăn lộn tốc độ cũng cực kỳ nhanh thật đáng tiếc khi hành động lăn sang phải này của anh ta chính xác là trong tính toán của tiểu yêu thậm chí tiểu yêu một người lính kỳ cựu thực sự đã tính toán khoảng cách mà anh ta lăn ra mà không có bất kỳ sự khác biệt nào. Con dao găm trong tay trái của tiểu yêu chém về phía cổ của người bắn tỉa trong một chuyển động lớn. Người lính bắn tỉa không kịp rút vũ khí ngắn của mình ra, nên anh ta chỉ có thể lấy cánh tay đỡ đòn. Nhưng tại sao nơi ngực anh lại bị lạnh? Có vẻ như bị đâm bởi vật gì sắc nhọn. À, người bắn tỉa lập tức cảm thấy sức sống trong cơ thể đang tàn lụi với tốc độ cực nhanh. Anh ta muốn nói to điều gì đó nhưng sức sống bộc phát nhanh chóng không thể hỗ trợ anh ta nói được nữa ý thức cuối cùng của anh ta là chuyện quái gì đang xảy ra vậy cái gì đã đâm trúng trái tim mình mình đã chết như thế này sao anh ta không biết rằng đây là kỹ năng độc nhất của tiểu yêu nó đã giúp cậu ta nhảy tóc và tiêu diệt nhiều đối thủ mạnh trên chiến trường tiểu yêu cầm trong tay một chiếc dùi một chiếc dùi xuyên thủng tim anh ta cây dùi này không dài cũng không ngắn chỉ cần đâm vào tim đối phương đầu côn có thể đâm sâu vào tim một hai phân nhưng như vậy là đủ tạm biệt tiểu yêu vẫy tay chào người bắn tỉa và nằm thẳng vào vị trí bắn tỉa của mình khẩu súng bắn tỉa của đối thủ đã được lắp ráp sẵn tiểu yêu một chuyên gia bắn tỉa chỉ cần thích nghi một chút là được tiểu yêu tới rồi diệp vô phong và đường chảm nghe được tin tức trong lòng đều khá chắc chắn một tay súng bắn tỉa xuất sắc có thể đạt được uy thế trên không trong trận chiến khiến kẻ thù chỉ còn biết ngồi chờ chết tốt lắm, luôn phải đề phòng, đường chàm thấp giọng ra lệnh. Được, trước khi trận chiến bắt đầu, tiểu yêu có vẻ đặc biệt khá thoải mái, đây là phẩm chất của một cựu chiến binh đã qua thử thách. Diệp vô phong vẫy tay ra hiệu với đường chàm, ý bảo, lập tức lan rộng vòng vây, chậm rãi tiếp cận sân. Đường chàm biết, ra hiệu cho sáu người lính xung quanh anh ta, kéo khoảng cách và tấn công từ từ. Sau khi Du Kinh Hồng nhìn thấy sự hợp tác của Diệp Vô Phong và những người khác, cô ta biết rằng mình đã đúng khi mời Diệp Vô Phong tham gia trận chiến ngày hôm nay. Không có nghi ngờ gì về hiệu quả chiến đấu của những người này. Đi, chúng ta đã dọn hết chướng ngại vật, đi thẳng đến bức tường của sân nhỏ, trực tiếp tiến vào. Du Kinh Hồng tràn đầy tự tin. Audio điện tử võ tấn bền. chương 336, kinh hiện địch tập. Mây đen trên bầu trời, hoàn toàn che khuất ánh sáng của trăng sao, gió biển càng ngày càng lớn, vì hai người Diệp vô phong ẩn nấp nên đã tạo điều kiện vô cùng tốt. Trên con đường chật hẹp, hai người Diệp vô phong sóng vai mà đi, bỗng nhiên, thân ảnh của hai người đồng thời giạt sang hai bên, có vẻ ăn ý dị thường. Thì ra, đường núi trước mặt, có hai tên lính gác ngầm. Tính cảnh giác của hai tên lính gác ngầm này vẫn rất cao, một tên đang chợp mắt, một tên khác thì mở to hai mắt nhìn, quan sát con đường duy nhất dưới núi này. Hai người đều có võ trang đầy đủ, bởi vì bọn họ chuẩn bị để hành động, vào giây phút này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Diệp Vô Phong đứng bên vách đá, dùng năng lực cảm giác, sau khi dò xét tình huống phía trước một chút đã quả quyết hành động, anh phi thân nhảy tới vách đá. Du Kinh Hồng cảm thấy Diệp Vô Phong hành động, cũng lập tức cúi người sát mặt đất, trượt nhanh về phía trước. Tên lính gác ngầm mắt mở to, chỉ cảm thấy trước mắt mờ một chút, anh ta nháy mắt mấy cái, cảm thấy chắc mình đã quá lo lắng nên con mắt có chút hoa rồi anh ta lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nằm quan sát tại chỗ. Nhưng lúc anh ta đang cười thì nụ cười của anh ta bỗng cứng lại. cổ anh ta mát lạnh, lại có người rơi xuống từ trên không trung. lúc nhảy xuống thì dùng dao cắt đứt động mạch cổ của anh ta. A, à, tên lính gác ngầm này muốn dùng tiếng nhắc nhở đồng bạn, nhưng lúc ánh mắt của anh ta nhìn về phía đồng bạn, lại nhìn thấy bên người đồng bạn cũng có một thân ảnh yểu điệu đứng bên cạnh anh ta rồi cơ thể của anh ta cũng ngã xuống. Sỉ nhục vậy mà không kịp cảnh báo mà đã chết rồi, chết thật không có giá trị, tên lính gác ngầm này mang theo sự tiếc núi, đi gặp thiên hoàng. Sau đó, Du Kinh Hồng làm tư thế ok với Diệp Vô Phong, hai thân ảnh, sóng vai mà đi, như hai con rồng. Phía trước chính là dốc thoải thuộc về sân nhỏ trong núi, hai người cùng nhau dừng lại. Bọn người đường trảm phía sau chỉ cách bọn họ hơn 100 mét. Thì ra, ngay ở cửa ra vào của đường núi, lại còn có hai tên lính gác ngầm mai phục, bọn họ có micro mini, vẫn đang ngó chừng đường núi này. Diệp vô phong vẫy tay với Du Kinh Hồng, ý là tôi giải quyết bên phải, cô ta giải quyết bên trái. Du Kinh Hồng gật đầu, hai người cùng áp sát cơ thể gần như chạm đến mặt đất rồi bò về phía trước. Lúc bò được tầm 5-6 mét, một tên lính gác ngầm trong đó dùng tiếng nhật lầm bầm một câu gì. Hai người Du Kinh Hồng gần như cùng nhau hành động, như gió lốc nhào về phía hai tên lính gác ngầm cách hơn 4 mét. Cho dù là tinh anh trải qua huấn luyện đặc chiến, cũng không thể tưởng tượng được đến cùng là loại người như thế nào mới có can đảm trực tiếp nhào tới đón họng súng của bọn họ. Chỉ cần bọn họ bóp cò, hai người này sẽ lập tức biến thành tổ ong vò vẽ. Nhưng thực sự bọn họ đã phát hiện quá muộn, bởi vì ảnh hưởng của gió biển nên ánh mắt cũng chịu ảnh hưởng cực lớn. Lúc hai người diệp vô phong nhào tới trước mặt cách bọn họ 2 mét thì bọn họ mới bỗng nhiên giật mình nhưng cái micro mini của bọn họ chỉ kịp hơi nhấc lên một chút xíu veo veo hai thanh dao cùng nhau bay tới vô cùng chuẩn xác đâm trúng cổ họng của bọn họ thân ảnh của hai người diệp vô phong bỗng nhiên dừng lại phân biệt đứng ở bên người mục tiêu của mình mà micro mini trong tay bọn lính gác ngầm lại bị nhốt bảo hiểm dù ngón tay của hai tên lính gác ngầm sắp chết động một chút chụp cò súng cũng không thể bắn ra đạn Du Kinh Hồng cảm giác được Diệp Vô Phong chọn lựa cách xử lý giống mình, nên lần nữa bội phục trong lòng, Diệp Vô Phong đã phải trải qua rèn luyện như thế nào mới có thể giỏi như thế. Thậm chí, cô ta phát hiện, dù thân pháp hay là kỹ xảo thì Diệp Vô Phong đều vượt qua mình. Có lẽ tên nhãi Diệp Vô Phong có dị bẩm trời sinh về mặt này, nếu không, sao có thể so sánh với Du Kinh Hồng không ngừng rèn luyện. Vừa xử lý 4 người, hẳn là còn lại 16 người so về số người đang dần thu hẹp lại vù du kinh hồng ở phía bên trái diệp vô phong ở phía bên phải đánh về phía bên cạnh sân nhỏ phối hợp đến vô cùng hoàn mỹ du kinh hồng cảm thấy trong lần chiến đấu này tâm trạng của cô ta rất vui vẻ cũng giống như năm đó kể vai chiến đấu với người yêu nghĩ đến đây trong lòng cô ta đau xót vu vu hai người du kinh hồng và bọn người đường trảm máy truyền tin trên cổ tay đều nhẹ nhàng chấn động một cái tất cả mọi người lập tức ẩn nấp, quan sát tin tức của máy truyền tin trên cổ tay. Thì ra, đây là tin tức mà vị bắn tỉa tên tiểu yêu quan sát được từ ống nhắm ban đêm. Quanh tường, tổng cộng có bốn tên lính gác, đều ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Trong sân nhỏ, đang có 12 người đang họp, tụ tập ở trong một cái phòng. Sắp xếp như vậy, đủ để cho thấy sự cẩn thận của vị cao thủ đặc chiến độ biên quỷ hùng này. Người đang tác chiến ở quốc gia lạ, không thể có một tia sơ sẩy, nếu không sẽ mất mạng. Các vị, giờ là đúng 10 giờ, cách thời gian chúng ta hành động chỉ có 2 giờ. Nhưng cần nửa giờ thì chúng ta mới đuổi tới tân cảng. Cho nên, nhất định giờ tôi phải nói rõ các bước hành động trong kế hoạch của chúng ta, tiểu đội Sato, các anh phụ trách lắp đặt bom trên đường đi, đúng 11 giờ phải chuẩn bị bom để xuất hành. Gió, tiểu đội tiểu dã, các anh phụ trách dò đường phía trước, nếu có phản kháng giết chết ngay tại chỗ, phải ẩn nấp tốt. Gió, tiểu đội tình thượng các anh phụ trách tiếp ứng, cũng chuẩn bị phương tiện giao thông rút lui, 10 phần 0.3, cần phải rút lui, cũng vào lúc rút lui sẽ làm cho tân cảng biến thành một pháo hoa đẹp đẽ. Gió, tôi và đại đảo, y đằng quân, phụ trách chỉ huy hành động, đồng thời phối hợp tất cả tiểu đội hành động. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Gió, lần hành động này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu không chúng ta không có mặt mũi trở về toàn bộ đều mổ bụng tự sát đi rõ đối với những người đã bị giáo dục của thiên hoàng sau đó lại trải qua giáo dục quân sự nghiêm khắc của chiến sĩ đội biên quỷ hùng rất hài lòng từ giờ trở đi chúng ta sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu chúng ta đến hoa hạ hành động thuộc về cơ mật quân sự tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể biết cho nên chúng ta sẽ an toàn tạm thời đương nhiên những lính gác chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của chúng ta. Anh ta nghiêm túc nói, còn 50 phút, các anh có thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tại chỗ. Thật ra nghỉ ngơi tại chỗ chính là tùy tiện nằm hoặc ngồi xuống là có thể nghỉ ngơi. Điều này là chuyện thường ngày với những đội viên đặc chiến. Quả nhiên, sau khi những người này nhận được mệnh lệnh, lập tức khẽ nghiêng tại chỗ, cứ thế nhắm mắt lại rồi tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Ấm, uhm, còn chưa tới 10 phút, một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu trời đêm thì ra là vào lúc du kinh hồng xâm nhập tường vây đột nhiên có một tên lính gác ngầm giật mình chuẩn bị nổ súng kết quả bị tiểu yêu phát hiện lên đành dùng một súng giết chết anh ta lần tập kích chiến đấu này cũng bị khai hỏa hoàn toàn tất cả đứng lên đi tập kích độ biên quỷ hùng làm kẻ đứng đầu nên đương nhiên có tính cảnh giác cao nhất mà võ công của anh ta cũng giỏi nhất tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra vậy là phải lên đường sao có người chưa hiểu gì còn tưởng rằng đến thời gian xuất phát. chương 337, tình huống khác biệt. Lên đường cái gì, có địch tập kích, độ biên quỷ hùng lập tức nghiêm nghị giáo huấn các chiến sĩ dưới tay mình. Súng của tôi, quần áo của tôi, mũ sắt của tôi. Các lời nói lo lắng cùng nhau vang lên. Bùm, ầm ầm, ba tiếng đạn vang lên, trong sân nhỏ bùng lên ba tia sáng. Cháy bùng lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Mau vào chỗ, chuẩn bị chiến đấu, độ biên quỷ hùng nghiêm nghị hét lớn, trốn ở một chỗ thấp dưới mái hiên. Nói là vào chỗ, thật ra có mấy đội viên đặc chiến ít tham gia nên chẳng hiểu gì, căn bản không biết mình nên đi đi đâu. Kẻ địch ở đâu, không biết, trời quá tối. Đồng đội ở đâu, không nhìn thấy, vì tổng cộng cũng không có bao nhiêu người. Đối với nhân viên lần đầu tham gia chiến đấu mà nói thì đây là chuyện rất đáng sợ nhưng đối với đội viên đặc chiến của nhóm đội biên quỷ hùng mà nói thì bọn họ sớm đã có thói quen chiến đấu một mình, bởi vậy căn bản không hề có chút hỉ lại vào chiến hữu, thậm chí bọn họ còn cân nhắc nên viện trợ chiến hữu như thế nào. Bởi vậy, sau khi đội biên quỷ hùng đang cảm thấy tình huống khẩn cấp, đã bắt đầu dùng máy truyền tin xuống cấp dưới của mình, đại đảo, y đẳng, tình thượng, tiểu Giã, tá đẳng, đáp lời các anh đang ở vị trí nào? Báo cáo đội trưởng, tôi là tá đẳng tôi ở tường phía bắc, chuẩn bị trận đánh kẻ địch. Rất tốt, tá đằng, giữ vững, tùy thời hành động, độ biên quỷ hùng rất vui mừng. Báo cáo đội trưởng, tôi là tỉnh thượng, ở ngay trước cửa sân nhỏ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rất tốt, tỉnh thượng, ở tại chỗ chờ lệnh, tùy thời hành động. Báo cáo đội trưởng, tôi là tiểu thi, ở cửa sân nhỏ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rất tốt, chú ý phối hợp với nhau, không nên rút dây động rừng. Rõ, tất cả mọi người, đều nói một âu, trong lòng độ biên quỷ hùng lại chìm xuống dưới. Lần này anh ta vốn là hành động bí mật, cho dù là ở Hải Quốc, cũng không phải cấp trên bình thường có thể biết được, thế nhưng vì sao trước kia hành động, đã bị quân đội Hoa Hạ có được tin tức, còn chuẩn xác đến đây tiêu diệt. Điều này thật sự không bình thường, độ biên quỷ hùng sâu sắc cảm giác được, có lẽ lần này sẽ là lần viễn trinh cuối cùng của anh ta. Với năng lực của quân đội Hoa Hạ, Mặc dù đỗ biên quỷ hùng rất tin tưởng cấp dưới của anh ta, nhưng anh ta cũng cảm thấy, phần lớn khả năng lần này sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng đỗ biên quỷ hùng thân là võ sĩ thiên hoàng, sao lại có thể tùy tiện nhận thua chứ? Dù đối phương là ai, dù đối phương có điều động lực lượng lớn đến cỡ nào, đỗ biên quỷ hùng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là ra sức chiến một trận. Báo cáo tình huống của các anh, mặc dù trong lòng đỗ biên quỷ hùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ chấn tĩnh. Báo cáo đội trưởng, sau khi đối phương ném ba lựu đạn thì không còn động tĩnh gì. Báo cáo đội trưởng, trước mắt đối phương không có động tĩnh. Một súng kia rất có thể là súng ngắm. Ừm, tôi hiểu rồi. Đầu của đội biên quỷ hùng tỉnh táo hơn bình thường, tôi phỏng đoán, đối phương đến đây tập kích chúng ta chỉ là tiểu đội đặc chiến. Cho nên, cách tác chiến của chúng ta không phải chiến trận địa mà là chiến du kích. Từng người tự chiến, chuẩn bị vũ khí và đạn dược thật kỹ từng người tự chiến. Nghe rõ chưa? Rõ, tất cả mọi người đều vâng một tiếng, nhưng thật ra chỉ còn lại có 13 người. Nhưng không sao, vì mỗi lần độ biên quỷ hùng chiến đấu, đều là thắng vì đánh bất ngờ, có đôi khi thậm chí là chỉ còn lại một hai người, cũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ đấy thôi. Bởi vậy, chiến sĩ dưới trướng của độ biên quỷ hùng đều rất mê tín anh ta. Đúng là cái chết đáng sợ, xác thực rất đáng sợ, nhưng chỉ cần có niềm tin, thì có thể chiến thắng sợ hãi do cái chết đem lại. Niềm tin của các chiến sĩ chính là. Thần độ biên của bọn họ. Càng là thần lớn thiên hoàng. Những người này không hổ đều là chiến sĩ huấn luyện chân chính. Lập tức cầm vũ khí của mình. Đi về nơi mình dự định phòng ngự rồi nhanh chóng ẩn nấp. Chiến sĩ đặc trùng. Chính là có thể thích ứng các loại tình huống chiến đấu. Dù có ở nơi khó khăn như thế nào. Cũng phải vượt qua khó khăn. Cố gắng giành được thắng lợi. Cho nên chiến sĩ đặc trùng của độ biên quỷ hùng cũng đều có loại cố chấp này. Sau khi mỗi người bọn họ vào chỗ, cũng không có lập tức bắn súng lung tung, mà tiếp tục canh giữ ở vị trí của mình, quan sát chung quanh, chỉ cần có tung tích của kẻ địch xuất hiện thì súng trong tay bọn họ sẽ lập tức bắn ra ngọn lửa. Ngoại trừ gió biển gào thét thì toàn bộ bầu trời đêm rất yên tĩnh. Vù vù, máy truyền tin trên cổ tay đám diệp vô phong, lại chấn động một cái. Mấy người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để trốn, cẩn thận xem xét máy bộ đàm trên cổ tay. Đây là hình ảnh mà tiểu yêu lấy được từ tia hồng ngoại trong ống nhắm, mặc dù không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra được, đối phương có 13 người, đang đứng ở các chỗ trong sân nhỏ. Được, Diệp vô phong thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tiểu yêu không sai. Quả thật tiểu yêu không sai, nhưng anh ta không phát động tiến công với Diệp vô phong, cũng không lập tức nổ súng, để tránh làm cho độ biên quỷ hùng biết tay bắn tỉa của mình đã có chuyện. Cuối cùng độ biên quỷ hùng cũng nhớ lại, tay bắn tỉa. Lập tức báo cáo tình huống của kẻ địch. Tiểu yêu nghe được, nhưng anh ta không thể báo cáo, chỉ có thể lập tức thông báo từ máy bộ đàm, độ biên đã phát hiện tay bắn tỉa xảy ra vấn đề. Cần lập tức tấn công. Máy truyền tin trên cổ tay chấn động một cái, bọn người diệp vô phong thấy tình huống này. Không thể tiếp tục ẩn nấp, chủ yếu là đã hiểu rõ tình huống bố trí với kẻ địch. Diệp vô phong gửi tin tức cho Du Kinh Hồng, bắt đầu. Tiến vào sân nhỏ. Sau khi Du Kinh Hồng vào, lập tức hiểu rõ tình tình căn cứ của kẻ địch trong sân nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào một chỗ điểm yếu, kiểm tra độ cao của tường một lát, sau đó nhún người nhảy lên, leo lên đầu tường. Tách tách tách, cô ta vừa trèo lên đầu tường thì đã có một viên đạn bắn tới, bắn nát một mảnh tường làm nó bay tứ tung. Trong lòng Du Kinh Hồng run lên, nhưng tay của cô ta kiên cố trèo tường không lùi bước như cũ. Sự liệu của cô ta cũng không sai mặc dù đạn của đối phương bắn vào tường cũng không có làm tay cô ta bị thương mới vậy mà đã bị phát hiện sao du kinh hồng không cam tâm bên này vang lên một tiếng súng tiểu yêu lập tức điều chỉnh hỏng súng nhắm ngay đầu người kia ầm uhm, tiếng súng ngắm của tiểu yêu vang lên cái người kia bị tiểu yêu bắn một nhát nát vào đầu run rẩy một chút rồi mềm oạt ngã xuống ầm uhm, tiểu yêu lại bắn chết một tên địch bên cạnh du kinh hồng Du Kinh Hồng xoay người nhảy lên đầu tường, trực tiếp người nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau đó nhanh chóng đi vào bóng đêm rồi biến mất. Trước kia Diệp Vô Phong trèo lên đầu tường thì đột nhiên phát hiện một cái camera bị giấu đi. Diệp Vô Phong rụt trở về trong nháy mắt, anh âm thầm sợ hãi, thế mà thằng cha độ biên này lại lắp nhiều camera như vậy. Anh ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lập tức bốc một nắm bùn gần đó, sau đó bắn ra trong nháy mắt nắm bùn kia rất chính xác bắn chúng vào camera, không phải tùy tiện luyện chiêu này là có thể luyện ra được. Sau đó, Diệp Vô Phong không hề dừng lại, trực tiếp chui lên đầu tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau khi ẩn vào trong bóng tối, Diệp Vô Phong bỗng chạy về phía một tên địch đang ẩn nấp cạnh đấy. chương 338, rút lui loạn lạc. Du Kinh Hồng rất buồn bực, sao phía bên mình lại bị tập kích mạnh mẽ như vậy mà bên kia lại không có chứ? Lúc cô ta vào sân nhỏ, phát hiện Diệp Vô Phong đã đến được một lúc, hơn nữa còn tìm được chỗ ẩn nấp. Giữ vững tường, chuẩn bị chiến đấu, độ biên quỷ hùng trầm giọng ra mệnh lệnh vào máy bộ đàm. Đường chảm, mai phục sẵn ở bên ngoài, không được thả một ai. Diệp Vô Phong trầm giọng mệnh lệnh. Gió, đường chảm chém ninh chặt sắt phân một tiếng, thả ra lực cảm giác rồi bắt đầu dò xét tình huống chung quanh, để không cho một tên địch chạy được. Độ biên quỷ hùng đột nhiên vọt lên, một viên đạn lao về chỗ Diệp Vô Phong đang ẩn thân, anh đi ra cho tôi. Tia lửa chỗ Diệp Vô Phong văng khắp nơi, nhưng Diệp Vô Phong đã rời đi trước lúc độ biên quỷ hùng nhảy ra. Độ biên quỷ hùng còn chưa bắn được viên đạn đã đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn bao phủ anh ta. Sau đó anh ta nhanh chóng nghiêng người nhảy ra, lăn một cái thật nhanh rồi rơi vào sau vách tường. Âm, uhm, súng ngắm của tiểu yêu bắn hụt, tiếp núi bĩu môi, tiếp tục nhắm chuẩn tay bắn tỉa Cương thôn, sau khi nghe được thì trả lời, Độ Biên Quỷ Hùng cuối cùng cũng nhận ra tay bắn tỉa bên mình đã xong đời. Sau một lúc lâu, vẫn không có nghe thấy Cương thôn đáp lại, Độ Biên Quỷ Hùng nổi giận nói, đồ ngốc, Cương thôn đã tận trung vì Thiên Hoàng. Y hạ, lập tức bổ sung, xử lý tay bắn tỉa của đối phương. Vâng, ngài Độ Biên, y hạ vâng một tiếng, vèo một cái, thoát ra khỏi tường rồi leo lên trên đi mất cộc 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 đường trảm đột nhiên nhảy ra ngoài một viên đạn bay qua y hạ lại linh hoạt né khỏi đường trảm bỗng bắn vào vách đá làm đá bay tứ tung y hạ có một thân nhẫn thuật cực kỳ cao minh trong quá trình leo lên vách núi thân pháp cực kỳ linh hoạt mà tốc độ cũng cực nhanh tiểu yêu có một cao thủ đang tới gần anh xử lý anh ta đường trảm có chút lo lắng nếu để cho nhãi này đến gần tiểu yêu chỉ sợ tiểu yêu không phải là đối thủ của anh ta mà đường trảm lại không kịp tới trợ giúp tiểu yêu. Tình huống rất nguy cấp. Đương nhiên tiểu yêu cũng nhìn ra tình huống này, anh ta lớn tiếng nói, thần lực phương, chúng ta mau phối hợp, giết chết anh ta. Được, đường chảm đồng ý, bèn dùng camera mini theo dõi y hạ đang nhanh chóng di chuyển rồi lập tức tấn công tách tách tách. Đạn được bắn ra như đồng xu. Tay súng máy, đánh cho tôi, đường trảm kêu to. Đến rồi, tiểu vũ đáp một tiếng, súng máy hạng nhẹ trong tay bỗng phun ra ngọn lửa, tức giận giết gào. Đánh, độ biên quỷ hùng hét lên một tiếng lớn, không để ý đến mạng mà xông ra chỗ tử bí mật, nhảy lên đầu tường, rồi tấn công đường trảm và tiểu vũ từ xa. Đường chảm và tiểu vũ cùng nhau co thân thể rồi trốn đi, đốm lửa bên người bay không người. Âm ầm súng ngắn du kinh hồng được bắn ra. Súng của độ biên quỷ hùng, lập tức im lặng, kỹ năng dùng súng của du kinh hồng không tầm thường, tùy tiện vung tay cũng vô cùng chính xác, độ biên quỷ hùng vì né tránh đạn của Du Kinh Hồng mà đã hao phí rất nhiều thể lực, ngay cả lăn, ngã xuống đất, trật vật đến cực điểm, nhưng lông tóc lại không sao. Mà lúc này y hạ, bởi vì bị đường chảm và tiểu vũ quấy nhiễu nên thân pháp trì trệ hơn rất nhiều, rồi bị tiểu yêu nhìn thấy cơ hội dùng súng bắn vào vai trái. Đột nhiên thân pháp của y hạ chậm lại, lập tức tiểu yêu bổ sung một phát. Âm âm, y hạ ngã sắp xuống vách đá, từ trên không cao hơn 20 mét, lượn vòng mà xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thật dài, độ biên quỷ hùng sắp rách cả mí mắt, y hạ. Y hạ là chuông chiến sĩ tình yêu của anh ta, cũng là người thừa kế chân chính của anh ta, lại không nghĩ tới, vào lúc chấp hành nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã bị cấp dưới của đối phương đánh chết, thực sự làm cho độ biên quỷ hùng không hiểu là sao cấp dưới của đối phương lại có kỹ năng dùng súng tốt như vậy. Làm cho tên tay bắn tỉa dự bị y hạ này cứ thế mà chết. Độ biên là người chỉ huy, lập tức ý thức được, tình huống tối nay không giống bình thường. Chẳng lẽ là bộ đội đặc trùng giỏi nhất của quân đội Hoa Hạ sao? Độ biên quỷ hùng đã dùng thái độ nghiêm túc, dùng 3 năm để nghiên cứu lịch sử chiến tranh Hoa Hạ, càng hiểu rõ lịch sử chiến tranh hiện đại của Hoa Hạ. Anh ta biết, mô thức chiến tranh của Hoa Hạ, nhân dân luôn được chú trọng về chiến tranh, cho nên, tiểu đội đặc chiến tinh anh này của bọn họ, mặc dù tố chất chiến đấu của mỗi cá nhân đều rất giỏi, nhưng một khi lâm vào chiến tranh nhân dân của đại hải, cũng chỉ có thể bị bao phủ hoàn toàn, ngay cả một tia bọt nước cũng không lật nổi. Anh ta chỉ tạm dừng 3 giây đồng hồ rồi lập tức ra lệnh vào bộ đàm, tất cả mọi người nghe cho tôi, tôi là độ biên quỷ hùng, bây giờ tình huống nguy cấp, tôi mệnh lệnh, phân tán rút lui, nếu như có thể chạy đi, từng người tự chiến, mục tiêu là tân cảng, tranh thủ nổ nát. Hiểu chưa? Lúc đội viên đặc chiến nghe thấy mệnh lệnh này, đương nhiên biết tình thế đã tồi tệ đến đội trưởng nhà mình không thể không chế, bởi vậy, mặc dù tâm trạng của mọi người nặng nề nhưng vẫn đồng ý, rõ. Thế là, 12 người còn lại bao gồm cả đội biên quỷ hùng đều bắt đầu ngo ngoe muốn động, ý đồ từng người chạy về các phía, thoát khỏi nơi đã bị vây quanh. Vào lúc gió biển điên cuồng gào thét thì 12 tên đội viên đặc chiến như là đã được tập luyện trước đó, đột nhiên chui ra, leo lên tường rồi nhảy xuống. Đánh, đường chảm nhìn thấy tình huống này, khi nhìn thấy bóng người đứng lên đầu tường, súng của anh ta bắt đầu kêu ầm ầm ầm. Vù vù, quả nhiên có một đội viên đặc chiến đã trực tiếp ngã quỵ xuống dưới. Đường Trảm và anh em của anh ta, tổng cộng bắn ngã được 5 tên đội viên đặc chiến, còn lại 7 tên trốn ở bụi cỏ chỗ tường, nên dù bọn người Đường Trảm vẫn điên cuồng bắn phá cũng dường như không có bất kỳ hiệu quả nào. Trốn được 7 tên, Đường Trảm kêu lên, "Các anh em, cần phải tiêu diệt bọn họ!" tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một ai lọt lưới. Gió, các anh em vâng một tiếng, cảnh giác bảo vệ tốt tất cả lối ra. Bùm bùm, Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong cũng tự mình đuổi theo một đội viên đặc chiến, xông ra đầu tường, người nhẹ nhàng rơi xuống bên ngoài tường. Mặc dù độ biên quỷ hùng rút lui đến bên ngoài tường, nhưng lòng của anh ta đang nhỏ máu, để đánh đổi cơ hội ra ngoài mà lại thiệt hại lớn như vậy. Năm tên chiến sĩ tinh anh đó. Đạn vô tình, cứ vậy mà đoạt đi sinh mệnh tuổi trẻ của bọn họ. Thật sự là đáng tiếc. Độ biên quỷ hùng hiểu rất rõ, còn lại 7 người, ngoại trừ mình, chỉ ít còn có đại đảo, y đăng, tiểu dã và tỉnh thượng, tá đăng, nhiều nhất cũng chỉ còn một đội viên đặc chiến. Mặc dù chiến đấu khốc liệt, nhưng chỉ cần người còn sống, độ biên đã cảm thấy còn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Diệp vô phong đuổi theo tiểu dã, du kinh hồng đuổi theo tỉnh thượng, hai người cứ thế mà đuổi theo, trong nháy mắt đã chạy được mười mấy mét. Dừng lại đi, đường trảm ngồi chỗ cuối bỗng sông ra, súng trong tay vung mạnh lên, trực tiếp bắn về phía tiểu giã. a à, mặc dù tiểu giã giật mình, nhưng thật đúng là tố chất quân sự của anh ta không phải mạnh bình thường, thân ảnh của anh ta lập tức uốn éo sang bên cạnh, chui vào trong bụi cỏ, dùng tốc độ nhanh nhất muốn thoát đi. Chết đi, dao găm trong tay Diệp vô phong vung lên, đâm thẳng vào tim của tiểu giã chương 339, một trận chiến đánh cược mạng phịch. Thanh dao kia được cắm vô cùng chính xác, đánh trúng vào giữa lưng tiểu dã Tiểu dã lảo đảo một cái rồi ngã nhào xuống đất. Đường chạm tiến lên, một cước dẫm lên lưng tiểu giã, vừa vặn dẫm vào chuôi dao, thế là con dao trên lưng tiểu dã bị cắm thẳng đến chuôi. Tiểu dã chỉ hơi vùng vẫy một lúc rồi lập tức mất mạng, không một tiếng động. Dừng lại, Du Kinh Hồng vừa chạy vừa nhắm chuẩn, băng băng tỉnh thượng đang chạy ở trước, đột nhiên cảm thấy bên người nhô ra một họng súng vô cùng gần. a à, lúc tỉnh thượng đang chuẩn bị bắn từ xa thì nghe thấy tiếng súng ngắn của đối phương, ầm. Chỉ một súng đã bắn trúng đầu của tỉnh thượng, tỉnh thượng đột nhiên lao về phía trước một chút rồi té ngã trên đất, trực tiếp tử vong. Vèo, Du Kinh Hồng thấy không phải là mình đánh chết tỉnh thượng, mà là một anh em của đường chảm bắn thì cô ta trực tiếp quay người, đánh tới những chỗ khác. Còn có 5 người diệp phô phong kêu to ầm um, tiểu yêu lập tức nổ súng lập tức có một đội viên đặc chiến hét thảm một tiếng một người anh em của đường trảm cách gần nhất trực tiếp chạy như hổ tới dùng dao trực tiếp kết liễu tên đội viên đặc chiến kia còn có bốn người đường trảm hưng phấn gầm thét tách 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 một viên đạn bay về phía đường trảm đậu má cơ thể to lớn của đường trảm đột nhiên ngã lăn xuống đất cách 2 mét cũng bị đối phương làm cho vô cùng nhích nhác tách tách, anh em của đường chảm, lập tức có một người tiếp ứng đường chảm, bắn về phía người kia. Thân ảnh của người kia lóe lên, xoay tay lại bắn ra một đạn, vậy mà bắn ngã một anh em của đường chảm. Khốn nạn, mẹ nó mày đi chết đi, đường trảm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể còn chưa bò lên đã vung tay bắn chết tên địch kia, sau đó đã xác thực người này chính là y đằng bên người độ biên. Tá đằng, đại đảo, chú ý ẩn nấp. Độ biên dùng tiếng nhật hét to một tiếng, đột nhiên ném ra hai viên lựu đạn, lần lượt nhìn về phía của Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong. Bùm, bùm, hai lựu đạn nổ trong nháy mắt, nhưng Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong cũng đã cách xa chỗ đó hơn 6 mét, ngã nhào xuống đất rồi tránh đi. Bùm, lại là một đồ vật giống bom, nổ tung ở bên người độ biên quỷ hùng. Sương mù, Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng, chú ý, độ biên muốn chạy đi, lập tức chặn giết. Tách tách tách, tiếng súng vang lên từ bốn phía, màn su ong mù bị tấn công liên tiếp chiếu 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 đạn nhao nhao rơi xuống đất vang lên âm thanh lo lắng trong miệng tiểu yêu cắn một cây cỏ khô nhưng lại lo lắng dùng ống nhắm quan sát sườn núi chung quanh sân nhỏ a ha nhãi vậy mà trốn ở dưới chân tường căn bản không có đổi chỗ hãy xem ông đây đuổi anh ra thế nào ầm um, bùm bùm súng bắn tỉa tiểu yêu bắn ba phát tá đang trốn ở chân tường trùng hợp là điểm mù của tiểu yêu đã không thể tránh né, chỉ có thể liên tục di chuyển, dùng chiến thuật cực kỳ tiêu chuẩn, chạy về phía bụi cỏ hướng đông nam phía xa. Tách tách tách, ba người anh em của đường chạm cách tá đằng gần nhất nên cùng nhau nổ súng. Tá đằng cẩn thận, độ biên quỷ hùng không biết trốn ở nơi nào, đột nhiên quát to một tiếng, nhanh chóng bắn một viên đạn về phía ba người tấn công tá đằng. Chiếu chiếu chiếu, đương nhiên ba người anh em của đường trảm cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức lăn về các phía khác nhau rồi rời đi, trong nháy mắt tiếng súng im bặt. Bùm bùm, Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong không nổ súng, mà là ném hai quả lựu đạn ra. Đồng thời Diệp Vô Phong kêu to, độ biên quỷ hùng, ngày tận thế của anh đến. Độ biên quỷ hùng mắt thấy lựu đạn bay tới chỗ mình, vậy mà không hề cố kỵ, tiến ra đón, đột nhiên thân thể xoay tròn, dùng một đá ném hai cái lựu đạn, ra ngoài. Ôi trời, đường chạm lại giật nảy mình, bởi vì một viên lựu đạn trong đó lại bay về phía mình. Vèo, đường chảm cấp tốc lướt ngang, lộn nhào, chạy đến đằng sau một khối đá. Bùm, hai viên lựu đạn cùng nhau phát nổ, đường chảm bị bắn đầy đất, tai cảm thấy ong ong nên không dám tùy tiện ngẩng đầu. Độ biên, đừng dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Ra đánh với tôi một trận, chỉ cần anh có thể thắng tôi, tôi cam đoan thả anh đi, nhưng không cho phép anh tiếp tục làm nhiệm vụ. Diệp Vô Phong nằm ở sau một gốc cây tùng, trầm giọng nói. Anh là ai? Độ biên quỷ hùng cũng đang ẩn nấp rất kỹ, lại bị đối phương gọi tên, trong lòng kinh hãi nên tò mò đáp. Tôi là Diệp Vô Phong, tư lệnh của Long Môn, chắc anh đã nghe nói qua chứ? Giọng của Diệp Vô Phong vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì anh cảm thấy, một trận chiến này đã định được kết cục, độ biên quỷ hùng đã thua. Du Kinh Hồng thì trực tiếp nhào về phía tá đằng, tước vũ khí thì không giết. Sao tá đằng lại có thể tùy tiện đầu hàng, anh ta vung tay bắn ra một viên đạn, tách tách tách. Đường chảm giận dữ, lập tức không để ý tính mạng, bắn về phía tá đằng, tách tách tách. Tá đằng bị đường chảm bắn, bước đến mức nhảy trái nhảy phải, lại không để ý tới tay bắn tỉa tiểu yêu trên bầu trời. Âm, uhm, tiếng súng ngắm của tiểu yêu vang lên, thân ảnh của tá đằng đang di chuyển, bỗng nhiên chấn động. Tách tách tách, súng của đường chảm lập tức bắn anh ta thành tổ ong. Su Kinh Hồng nhìn tá đằng vặn vẹo ngã xuống đất, quay người dò xét chung quanh, ý đồ tìm ra tên địch cuối cùng. Độ biên quỷ hùng thấy rõ tình thế, trên đường xuống núi, chỉ ít đối phương có 6 người mai phục ở ven đường, cho dù là thân thủ vô cùng cao minh của độ biên quỷ hùng, cũng không thể thoát khỏi tuyến phong tỏa này. Mà con đường lên núi đều là vách đá, cho dù là thân thủ của độ biên quỷ hùng dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên, nhưng cũng phải cao gần trăm mét, trong lúc đó, rất có thể độ biên quỷ hùng sẽ trở thành biên ngắm của đối phương. Vào lúc Diệp vô phong đối phó với độ biên quỷ hùng, mấy người đường chảm cũng bắt đầu lục soát, tùy tiện tìm trong bụi cỏ rồi ném mấy quả lựu đạn, quét dọn mấy viên đạn, tiếng súng cực kỳ hỗn loạn. Đương nhiên, dù kinh hồng gặp đây, liền lập tức hướng độ biên quỷ hùng bên này, tiềm hành đi qua, phối hợp tác chiến với Diệp vô phong. Đồng thời, cũng phòng ngừa độ biên quỷ hùng đột nhiên tập kích bọn đường chạm bỏ vũ khí xuống, đi ra đánh một trận. Diệp vô phong rất tùy ý, ném súng của mình sang một bên, độ biên quỷ hùng anh là võ sĩ, chớ mất mặt vì võ sĩ của nước anh, ra đi. Được, nếu là tư lệnh long môn, tôi tin tưởng anh, độ biên quỷ hùng trực tiếp ném hết súng của mình xuống rồi, ngang nhiên đi ra, xài bước đi về chỗ diệp vô phong, sau đó ba một tiếng rút đao võ sĩ của mình ra, tư lệnh long môn, trong truyền thuyết, anh đã đạt tới cảnh giới chiến thần, rất giỏi hôm nay, hãy để tôi chiêm ngưỡng sự giỏi giang của tư lệnh Long Môn đi. Diệp vô phong chỉ có hai thanh dao, không chút nào yếu thế, được. Độ biên, chỉ cần anh thua, sẽ gọi chiến sĩ kia ra rồi mổ bụng tự sát, như thế nào? Độ biên cười lạnh, Diệp vô phong, nếu anh bị thua, anh hãy tự sát ở đây, để chúng ta đi cạnh nhau, có dám đánh cược hay không? Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Diệp vô phong cười nhạt. Bốp, hai người vỗ tay một cái, bỗng nhiên thân ảnh đồng thời lui lại, kéo dài khoảng cách. chương 340, truy bắt mã trách. Võ đao của Watanabe Onio cũng không giống với đao của võ sĩ hải quốc dễ mở dễ đóng, mà là quỷ dị như một con rắn đang trực chờ sông ra, lại cuộn mình như rồng, bên trong thế đao rõ ràng ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lúc quét xuống dưới làm nổi lên một trận gió xoáy rất mạnh, hướng về phía diệp vô phong mà đến, dày đặc đến mức khiến người khác không khỏi giật mình hai tay Diệp Vô Phong nâng dao găm lên, chậm rãi tới gần, thoạt nhìn có vẻ chậm hơn nhiều so với động tác của Watanabe Oniyo. Lúc vừa tiếp xúc, liền vang lên lên tiếng kêu, đinh đinh đang đang, thấu tận trời đất, như muốn nổ tung lên. Ngay cả Du Kinh Hồng cũng thấy tinh thần bị dao động, không khỏi thẳng thốt trong lòng, Diệp Vô Phong quả nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Động tác của Diệp Vô Phong tuy rằng thong thả, nhưng cho dù gió xoáy được tạo ra từ võ đao của Watanabe Oniyo có mạnh bao nhiêu đi nữa, cũng luôn ở thời điểm thích hợp nhất đúng lúc bị chặn lại, hơn nữa võ đao còn bị lực của dao găm ngăn lại, mà lực ở trên cổ tay Diệp Vô Phong so với Watanabe Onio càng thêm mạnh mẽ. Tiếng động len keng vang lên không dứt, Du Kinh Hồng phụ trách phá trận chú ý quan sát động tác dao của Diệp Vô Phong đã đạt tới cảnh giới bất bại. Mỗi một chiêu của Diệp Vô Phong đều là vì ứng phó với kẻ địch mà động thủ, tùy lúc mà phát động tấn công, không phải chịu bất cứ trói buộc nào, hơn nữa vô cùng phóng khoáng, tự nhiên, như nước chảy mây trôi, cho dù dưới công kích dày đặc của đối phương vẫn rất điêu luyện. Ông, Watanabe Onio dùng hai tay nắm lấy võ đao, đột nhiên tiến về phía trước, như ngàn quân tiến công. Diệp vô phong dùng bộ pháp cực kỳ chính xác, nhẹ nhàng lách người, chậm rãi hạ người xuống, tay nắm chặt dao găm, lấy dao trực diện va vào võ đao của Watanabe Onio. Đinh, keng, võ đao và dao găm tạo nên ma sát dữ dội, lóe ra tia lửa, cực kỳ chói mắt vèo vèo, hai cây dao găm của Diệp vô phong bay lên, uốn lượn nhắm vào trước ngực của Watanabe Onio. Watanabe Onio đã biết được sức mạnh của dao này, ít nhất ngang với 200 cân giáng xuống, thế mà Diệp vô phong lại dùng phương pháp giảm bớt áp lực khéo léo và tài tình như thế để chặn chiêu của mình, mà lại còn có năng lực để phản kích. Trong lòng Watanabe Onio run sợ, bỗng nhiên lui từng bước về phía sau, đem võ đao dựng thẳng trước ngực, đinh một tiếng, ngăn sự tấn công của Diệp vô phong hất tay chém một đao sức mạnh có thể địch ngàn quân diệp vô phong ở tình thế vô cùng nguy hiểm ấy đột nhiên khom lưng cúi đầu xoay người vèo võ đao mang theo lực quán tính vô cùng mạnh mẽ gần như là bay qua ngay sau lưng diệp vô phong vụt qua một tiếng trong lòng du kinh hồng thầm run lên nguy hiểm quá diệp vô phong tính toán thực sự là quá chuẩn nhưng võ công của diệp vô phong vẫn chưa được sử dụng đến mức tối đa anh thoáng xoay người đâm dao găm về phía trước mục tiêu là bụng của Watanabe Onio. Một chiêu công kích này gồm rất nhiều tuyệt chiêu. Su kinh hồng cũng phải sợ hãi không thôi, bởi vì đây mới là lúc Diệp Vô Phong phát huy. Cứ thế mà Watanabe Onio và Diệp Vô Phong đã đánh hơn 150 chiêu, động tác của hai người vẫn mau lẹ như cũ, nhanh như điện, không có một chút chậm chạp nào. Đường chảm cử bảo vệ chuyên nghiệp xuống giao lộ dưới núi cũng đã quay trở lại, còn chưa kịp nói, trước mắt người vẫn không bị phát hiện chính là đặc vụ cao thủ đại đảo. Tiểu yêu, dùng giả thị nghi thăm dò, cho dù thế nào cũng phải tìm được đại đảo. Đường chảm trầm giọng ra lệnh. Được, tiểu yêu giải thích, thưa các ngài thần lực vương, tuy rằng thứ tôi sử dụng là giả thị nghi, nhưng trên người của mấy thi thể vừa chết kia vẫn còn độ ấm, cho nên tôi tạm thời không thể phân biệt được ra là thi thể hay là người sống, phải đợi một chút nữa, thì nhất định sẽ tìm được đại đảo. Đường chảm vui vẻ, được, tôi hiểu được, yên tâm đi, chúng tôi có kiên nhẫn. Một lát sau, đường chảm bỗng lớn tiếng nói trong máy truyền âm, tiểu yêu, thật ra nếu muốn tìm được tiểu tử kia cũng rất đơn giản. Hửm, tiểu yêu có chút nghi ngờ. Đường chảm nói, bây giờ cô bắn vào thi thể này một phát, bắn nổ đầu là được. Được, tiểu yêu bóp cò súng, một súng này bắn ra khiến đầu của một thi thể trong nháy mắt bị vỡ nát. Não và máu tươi bị bắn tung tóe rơi vào trên một thi thể ở bên cạnh, mà, thi thể, đó chợt nhảy lên, lăn lộn một lúc rồi rơi vào trên một người ở trong bụi cỏ. Păng păng păng, đường chảm xoay về phía bụi cỏ bắn mấy phát liền. Chính là anh ta, tiểu yêu phấn chấn nói, xem tôi đây. Păng, bang bang, chỉ hai phát súng đã khiến đại đảo tung người bay lên, cứ lên lên xuống xuống vẽ ra hình thù kỳ lạ, sau đó lại nhảy vào trong một bụi cỏ khác. Chết tiệt, tên tiểu tử này lại là một mã trách. Đường chảm ở một bên chạy đuổi theo, ở một bên vẫn tiếp tục bắn. Bên cạnh anh ta đã có hai anh em cùng theo tới đây, ba người cùng nhau dùng lửa thiêu, trông vô cùng tráng lệ. Chuyên bác tri ân, tiếng súng bên này vang lên, ở bên kia Watanabe Oniyo đã có chút thiếu kiên nhẫn, sau khi chiến đấu với Diệp Vô Phong một hồi cũng rơi vào hạ phong. Mẹ nó, Diệp Vô Phong, mày làm thế là cố ý nhiễu loạn tinh thần người khác. Tư lệnh Long Môn cũng hèn hạ quá rồi đấy. Watanabe Oniyo tức giận. Mẹ kiếp, Diệp Vô Phong vừa đỡ võ đao, vừa chế nhạo cười cười, Watanabe Onio, đối với loại xâm lược như bọn mày, Diệp Vô Phong tao chưa bao giờ định nói đạo nghĩa, có thể giết, tao tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Ha ha, cái con mã trách này nhảy đến là hăng hái, tiếng cười to của đường chảm truyền đến, tinh thần Watanabe Onio càng bị ảnh hưởng, vậy mà cũng chuẩn bị tháo chạy. Bên này ở đánh qua đánh lại, bên kia lại đi bắt mã trách, cái trò này chơi lại càng thêm đã nghiền. Nhưng bởi vì bên kia bắt mã trách ảnh hưởng đến tinh thần của Watanabe Onio, đường chảm bỗng nói với tiểu yêu, đừng vội bắn chết thằng nhóc đó. Hả, được thôi, vì thế, tiếp theo tiểu yêu chỉ bắn tỉa lung tung, chốc chốc lại bắn một phát, làm cho đại đảo nhảy tứ tung. Đường chảm bắn cũng là bắn vào chỗ không nguy hiểm tính mạng của đại đảo. Mẹ nó, mấy người các ngươi đừng có dồn ép đại đảo. Watanabe Onio thật sự không chịu nổi ảnh hưởng như thế, diệp vô phong, mày quả thật là quá bị ổi. Diệp vô phong phẫn nộ, đám chứng thối đáng chết. Nếu nói là hèn hạ, thì sao bọn mày lại đặc biệt chạy đến Hoa Hải, định phá hủy cảng mới của bọn tao, đấy mới chân chính là hèn hạ đấy. Giao găm của Diệp vô phong bay lượn trên không trung, từng chiêu từng chiêu nhanh đến không tưởng, Watanabe Onio chỉ có thể chống đỡ, đến khả năng đánh trả cũng chẳng còn nữa. Du Kinh Hồng nói, tham mưu Diệp, có thể chấm dứt trận đấu được rồi. Cuối cùng nếu đã tìm được một đại đảo, thì không cần phải tiếp tục dây dưa nữa. Được, tôi muốn để tên tiểu tử này tự tay rạch bụng tự sát. Diệp vô phong đột nhiên cầm đôi dao găm trong tay ném về phía Watanabe Onio. Lenken, keng, Watanabe Onio bực bội, tên Diệp vô phong này chẳng lẽ điên rồi ư? Mất đi vũ khí, anh ta làm sao có thể tiếp tục đánh với mình được cơ chứ? Nhưng Diệp vô phong ngay tại lúc dao găm bay qua cũng đã tới trước mặt Watanabe Onio, lại nhanh chóng bước theo hình tam giác, đứng ở phía sau bên phải của Watanabe Onio. So sánh qua lại thì võ đao của Watanabe Onio có sức nặng nhất định, cũng tương đương với việc sẽ làm giảm tính linh hoạt. Mà tính linh hoạt chính là mấu chốt quyết định thắng bại. Mà Diệp Vô Phong lại có thể nắm được điểm mấu chốt đó. Bịch bịch, Diệp Vô Phong đấm hai quyền vào trước ngực của Watanabe Onio. A, à, nắm đấm của Watanabe Onio hạ xuống, lui về phía sau hai bước, cảm thấy trên tay nhẹ đi, võ đao đã rơi vào trong tay Diệp Vô Phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 340.